Hàn Lập đem ngũ hành hoàn trên tay thu hồi, rồi lật tay xuất ra một cái bát tròn màu đen. Hai tay cầm bát, Hàn Lập nhẹ nhàng hạ xuống, dừng bên cạnh cự hà. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên nhìn vào mắt cự hà, ngón tay vươn ra, miệng lẩm bẩm. Đầu ngón tay bắt đầu có bạch quang phát sáng, trong tiếng chú ngữ, bạch quang dần dần sáng lên. Đột nhiên Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Đầu ngón tay bắn nhanh ra mấy đạo bạch tuyến mảnh như tơ, cắm vào đầu cự hà. Sau đó ngón tay khẽ rung động vài cái, một đạo lục quang trên đầu cự hà bị mấy đạo bạch tuyến này đưa ra hướng tới tụ hồn bát trong tay hàn lập lục quang tựa hồ biết không ổn nửa đường chấp lên liều mạng dãy ruộng, nhưng vẫn bị từ từ kéo tới cách tụ hồn bát một khoảng cách lục quang bị một mảng hắc quang từ trong tụ hồn bát bay ra bao lại bộc một tiếng bị cuốn vào trong thấy vậy hàn lập mỉm cười lúc này mới tiến lên vài bước tìm kiếm trong thi thể cự tôm lấy ra một viên cầu màu xanh nhạt so với yêu đan cấp 5, nội đan của yêu thú cấp 6 chẳng những lớn hơn, hơn nữa cũng bắt đầu trở nên trong suốt, ẩn hiện quang mang phóng ra, có vẻ xinh đẹp dị thường. Sau khi xem vài lần, Hàn Lập đem khối nội đan thu vào túi chữ vật, thu lại thi thể cự hà, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên nắm tay nhấc lên, hai đạo thanh quang đánh ra. Hai cái càng lớn bị cắt xuống, Hàn Lập không chút do so dự đem chúng thu vào. Sau đó một viên hỏa cầu bay ra, đem thi thể còn thừa của cự hà đốt thành cho bụi, Hàn Lập lúc này mới từ từ bay về phụ cận nghe thường thảo, lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn tin tưởng tại hải vực này, quyết không có khả năng chỉ có một con yêu thú cấp 6, chỉ cần tiếp tục chờ đợi. Hàn Lập ung dung thầm nghĩ, chương 522, Thâu Khuy, 7 năm sau, tại một hải vực của ngoại tinh hải, hơn 10 tu sĩ tu vi không đồng nhất chậm rãi phi hành, mắt nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Trong đám tu sĩ, quá nửa là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ chỉ có 3 người cầm đầu, một gã kết đan trung kỳ, hai gã kết đan sơ kỳ. "Thu huynh, vậy yêu thú cấp 6 thực ở gần phụ cận này sao chứ? Nhưng chúng ta đã ở hải vực này tìm kiếm mấy ngày rồi, phạm vi tìm cũng đã mở rộng, tình báo sẽ không sai chứ?" Một gã tu sĩ trung niên sắc mặt lãnh đạm, hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Mà đối tượng hắn hỏi là một vị lão giả có khuôn mặt khô gầy nhưng thần sắc âm lệ. Lão giả này chính là tu sĩ tu vi cao nhất kết đan trung kỳ. Mẫn Đạo Hữu không cần nóng lòng tin tức của chúng ta chỉ là vị trí đại khái, cho nên trong mấy ngày mà tìm không ra cũng là bình thường mà thôi. So với việc chúng ta ở hải vực khác mà đụng chạm, tin rằng kẻ cho thông tin tình báo kia cũng không dám lừa gạt lão phu thần sắc lão giả không thay đổi, lạnh nhạt nói. Vậy yêu thú kia có khi nào đã rời khỏi hải vực không? Hoặc căn bản nơi này không phải xào huyệt của nó một vị đại hán khuôn mặt hung ác, cũng đột nhiên mở miệng nói. Không thể nào, đây là loại lưu ly thú khó gặp, mới vừa rồi chúng ta dùng thần thức quét qua đáy biển phụ cận tất cả đều là tam sắc tảo là thứ mà yêu thú này thích ăn nhất sao huyệt của nó tuyệt đối cách nơi này không quá xa lão giả có khuôn mặt khô gầy bình tĩnh nói tựa hồ địa vị của lão giả trong ba người khá cao hai người còn lại cũng không hỏi nữa mà đem thần thức lại phóng ra không ngừng tìm kiếm bốn phía về phần tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía sau quá nữa là con cháu cùng đệ tử của bọn họ nên không ai tự tiện xen vào ba người dẫn dắt đội tu sĩ tìm kiếm hơn nửa ngày đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ngay cả mày của lão giã khô gầy cũng có chút nhân lại. Khổ, Thâm Uyên này vốn rất được, cho dù không thể nói mỗi tháng đều có thu hoạch, nhưng một năm thu được 3-4 yêu đan cấp cao cũng là việc hoàn toàn có thể. Vậy mà trong vòng 2 năm chúng ta tổng cộng chỉ mới hạ sát được hai yêu thú cấp cao, mỗi người ngay cả một yêu đan cũng không được tu sĩ họ Mẫn Hoán giận nói. Được rồi, tình hình hiện tại của Thâm Uyên Mẫn huynh cũng không phải là không biết. Bây giờ mà đi Thâm Uyên Căn bản không phải đi diệt yêu thú mà là đi tìm chết. Nói đến cũng thực tà môn, thâm huyên trước nay tuy không thể nói là an toàn, nhưng chỉ cần cơ chí một chút, không tiến vào khu trung tâm, cuộc sống cũng dễ chịu. Nhưng hôm nay thì khác, từ khi yêu thú bắt đầu bạo động từ 2 năm trước, thì cả thâm huyên hoàn toàn trở thành cấm địa. Dù là tu sĩ cấp cao đi vào, cơ hồ cũng đều không thấy trở ra. Vài tên nguyên anh kỳ liên thủ một hơi chạy vào trung tâm muốn dò xét, kết quả không biết đụng phải loại yêu thú cấp bậc gì không ngờ cuối cùng hoảng sợ mà chạy ra, thậm chí trong bốn người, chỉ lại Nguyên Anh mới bảo toàn được tính mạng mà trốn chạy. Xem ra kỳ uyên đảo này, thực không thể ở lâu hắn tử hung ác có vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nói. Tuyên đạo hữu nói có lý, mặc dù yêu thú trong thâm uyên coi như cũng khá thành thật, đến nay cũng không có đi ra khỏi thâm uyên nửa bước. Nhưng ai biết ngày nào đó chúng cuồng tính đại phát, đột nhiên xông ra, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, ta không thể không đề phòng. Lão giả mặt khô gầy nghe vậy cũng đồng tình, trầm mặt trong chốc lát, rồi nhăn mặt nói. Xem ra đối với sự tình của yêu thú tại thâm uyên, lão giả nghe đến cũng phải biến sắc. Nhưng hiện tại, tinh cung và nghịch tinh minh bên kia đang đánh nhau quyết liệt, truyền tống trận hiện nay chỉ có thể ra mà không thể vào, chúng ta muốn trốn cũng không được tu sĩ họ mẫn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hừ, cũng không nhất định hán tử hung ác không cho là đúng nói. Ồ, chẳng lẽ tuyên huynh có cách, mẫn tu sĩ thoạt kinh ngạc, sau đó tinh thần chợt chấn động. Hắc hắc, cũng không phải là cách gì, ta chỉ nghe nói có người trên Kỳ huyên đảo bán ra truyền tống phù với giá cao, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đích xác đã có người nhờ nó mà trở lại Nội Tinh Hải. Hán Tử có chút thần bí cười nói, có sự tình như vậy, chúng ta, tu sĩ họ mẫn mừng rỡ, đang muốn cẩn thận hỏi lại thì bị lão giả mặt khô gầy hừ lạnh một tiếng cắt ngang. Hai vị đạo hữu đừng nằm mơ, cho dù có truyền tống phù, các người thực có dám trở về Thiên Tinh Thành không? Hiện tại ở nội tinh hải, so với chúng ta ở kỳ nguyên đảo càng thêm nguy hiểm. Trở về khẳng định sẽ bị hai phương bắt bắt làm quỷ thế mạng. Mà yêu thú ở thâm nguyên này mặc dù xem ra cũng không phải bình thường, nhưng tối thiểu bên ngoài thâm nguyên cũng vô sự. Nếu thực có chuyện gì phát sinh, chúng ta cẩn thận tìm một hoang đảo ẩn núp một chút, so với trở về đối mặt với một hồi đại chiến vẫn tốt hơn dị quang trong mắt lão giả chấp động, tực hồ đã sớm tính trước. Hai người kia nghe xong, nhìn nhau một lúc, cảm giác được phương pháp của lão giả mặc dù là hạ sách, nhưng tựa hồ có thể sử dụng. Khi hai người muốn cùng lão giả bàn về việc này thì đột nhiên một tiếng gầm từ xa truyền đến, tiếp theo từ hướng đó những tiếng gầm rú hung hãn liên tục vang lên. Lưu ly thú, tu sĩ họ mẫn cùng hán tử hung ác nước nhìn nhau, cơ hồ đồng thời nói ra, trên mặt cả mọi người đều vui mừng lẫn sợ hãi. Đúng là tiếng kêu của lưu ly thú, tựa hồ có người tìm được trước chúng ta. Đi thôi, không nên bại lộ tung tích, hết thảy tùy theo tình cảnh mà hành sự trên mặt lão giả hiện lên một tia tàn khốc, hướng tới hai người lạnh lùng nói. Hai người kia ngầm hiểu gật đầu, ba người lúc này hóa thành cầu vòng bay đi, nửa đường quang mang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Về phần đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia, ánh mắt cũng khẩn trương lập tức đuổi theo. Trong chốc lát, ba gã tu sĩ kết đan kỳ vô thanh vô tức bay đến phụ cận mấy đảo san hô lớn nhỏ. Tiếng giống rung trời của yêu thú chính là từ nơi này truyền ra. Tình hình trước mắt, bọn họ cũng không thể đoán trước được. Một con hải thú toàn thân màu trắng, trong suốt lóng lánh, bị nhốt trong một cấm chế phát ra hồng quang. Thân hình yêu thú này dài hơn 10 trượng, phóng ra vô số trường ti màu trắng sữa, liều mạng cắt hồng quang đang cầm giữ xung quanh, hung hãn vô cùng. Nhưng đó cũng không phải là việc ba người quan tâm, ánh mắt bọn họ lại rơi vào chỗ khác. Trên đảo nhỏ, một thanh niên áo lam nhạt đứng giữa không trung không nhúc nhích, hắn chắp hai tay sau lưng, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Thu huynh tu vi người này chỉ là kết đan sơ kỳ, chúng ta động thủ. Tu sĩ hung ác họ tuyên có chút hưng phấn, truyền âm nói, giọng tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đừng nóng vội, nhìn xem phụ cận có những người khác ẩn nấp không, coi chừng là cái bẫy. Lão giả nghe lời này, vẻ dữ tợn trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn chế trụ dục vọng, thận trọng nói. Mẫn đạo hiếu, thu huynh nói có lý, một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ một mình mà có dũng khí dụ lưu ly thú, thật có chút không thích hợp, sợ rằng có cái gì che giấu ở bên trong tu sĩ họ mẫn xem ra cũng có chút tinh tế nhắc nhở nói hắn tử hung ác nghe xong cũng dùng mình vội vàng đem thần thức phát ra tìm kiếm xung quanh nhưng căn bản không có phát hiện gì mà lúc này thanh niên áo làm ở trên không trung cuối cùng cũng ra tay chỉ thấy hắn đưa tay lên bảy đạo thanh quang từ trong tay bắn ra xoay quang một vòng trên không hợp thành một thanh cự kiếm mười trượng từ trên không hạ xuống lưu lý thú phía dưới tựa hồ cũng biết lợi hại há mồm phun ra một viên tinh cầu màu trắng. Tinh cầu sau khi gặp gió liền biến lớn, không khách khí nghênh đón cự kiếm trên không. Tốc độ cự kiếm không thay đổi, nhưng lại phát ra tiếng xé gió kinh người. Sau một tiếng nổ, cùng với tinh cầu đụng vào nhau. Nhưng trong phút chốc, cự kiếm bỗng nhiên mở ảo, vù một tiếng, từ trong thanh quang bay ra một thanh cự kiếm giống y như vậy, lóe lên biến mất. Sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện trên đầu lưu ly thú, vô thanh vô tức chém xuống. Yêu thú điên cuồng gào lên một tiếng, bạch ti trên người đột nhiên bắn lên trên, hy vọng tránh được một kiếp. Kết quả phập một tiếng, cự kiếm không chút trở ngại chém xuống cái đầu khổng lồ của lưu ly thú. Máu màu xanh biếc văng ra khắp nơi, nhìn thấy người thanh niên này diệt yêu chỉ trong nháy mắt, ba người cũng lão dã có chút kinh ngạc. Đó thật sự là lưu ly thú sao? Con thú này trong đám yêu thú cấp 6 cũng nổi tiếng là khó chơi. Nhưng hôm nay lại bị thanh niên này diệt chỉ bằng một nhát kiếm. Thật khó có thể tin. Chẳng lẽ đối phương không phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ, mà là kết đan hậu kỳ? Bất kể ba người lão giả lần nữa dùng thần thức lập đi lặp lại xác nhận, nhưng thanh niên áo lam đã giết yêu thú kia, chính là tu vi kết đan sơ kỳ không giả. Nhưng yêu thú cấp 6, mặc dù ba người bọn hắn liên thủ thắng cũng không khó, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy. Căn bản không có khả năng, chẳng lẽ tên tu sĩ kia giả chưa ăn thịt hổ, ẩn nặc tu vi chân thật, ba người lão giả nghi thần nghi quỷ chương 523, hung danh thao thiên, thu huynh muốn ra tay sao? Hình như ở đây đối phương chỉ có một người thanh âm của hắn tử hung ác phát ra có chút khẩn trương. Lão giả mặt khô gầy chăm chú nhìn xuống dưới, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, cũng không lập tức trả lời. Đến khi thấy người thanh niên áo lam lấy từ trong người ra một cái bát đen đúa, sau đó bắt đầu thu thập hồn phách của lưu ly thú. Lúc này thần sắc đại biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Người này đích thực là cổ quái, cũng đừng tính nữa. Tốt nhất là không nên trêu chọc tu sĩ họ mẫn thấy gương mặt của lão giả lúc này thì không khỏi ngần ra, nhưng hắn lập tức cao mày thử dò xét. Ba người bọn họ, một khi đã có khả năng ở ngoại tinh hải này tiêu diêu đến nay, tự nhiên cũng phải có điểm hơn người. Tình hình trước mắt quả là có chút quỷ dị khiến cho tu sĩ họ mẫn có ý muốn thối lui. Tính sao, hiện tại cũng không phải là vấn đề có động thủ hay không, mà quan trọng là chúng ta có còn sống để rời khỏi chỗ này hay không. Lão giả mặt khô gầy ánh mắt sau một hồi lập lè bất định mới cười khổ một tiếng, thốt ra một câu không đầu không đuôi. Những lời nói này khiến cho hán tử hung ác cùng tu sĩ họ mẫn kia giật mình. Hai người bọn họ thừa biết tính cách của lão giả này, biết đối phương tuyệt đối sẽ không tự dưng mà nói như vậy, nên cả hai đều không thể kiềm chế được sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Hai người chẳng lẽ không hề phát hiện, người này rất giống một ma đầu gần đây đang được lưu truyền sao. Lão giả mặt khô gầy nhếch miệng thì thầm, trong giọng nói có ẩn chứa đôi chút chua chát. Ma đầu, chẳng lẽ là, là, chính là hắn, hai người kia nghe xong thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng thời phát ra tiếng hô kinh hãi. Nét mặt bọn họ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hẳn là không sai, người nhìn xem, thanh niên này còn rất trẻ mà lại có thể phóng ra nhiều phi kiếm như thế, hơn nữa kiếm quang cũng có màu xanh, vô cùng trùng hợp với những lời đồn. Lão giả thận trọng nói, dường như cũng là nói cho chính bản thân lão. Nhưng người kia không phải nổi tiếng về việc điều khiển số đông kim trùng sao? Trong khi người này lại không hề thấy thi triển ra không phải trùng hợp chứ. Đại hắn hung ác sắc mặt trắng bệch, thanh âm rung nhẹ nhẹ, phảng phát như người mà lão giả đề cập tới là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thu huynh nói cũng không sai, mà đầu kia bình thường chỉ để lộ ra tu vi kết đan sơ kỳ, hơn nữa cũng lấy tinh hồn của yêu thú. Còn về việc hắn không có thả ra yêu trùng thì có lẽ là do cảm thấy không cần thiết. Tu sĩ họ mẫn khuôn mặt có chút tái xanh nói, thanh âm cũng tự động nhỏ đi vài phần. Nói như thế thì tên đó thực có thể là kẻ được gọi là trùng ma sao chúng ta còn không mau chạy đi nếu bị hắn bắt gặp thì đừng có hy vọng giữ được mạng sống đại hán lộ ra thần sắc kinh hoàng đừng hoảng hốt nếu thật sự là ma đầu này khi vừa mới tới sự chú ý của hắn đặt toàn bộ lên người lưu ly thú cho nên mới không có phát hiện ra chúng ta nhưng hiện tại yêu thú đã chết nếu tự động bỏ chạy càng làm cho hắn phát hiện ra hành tung của chúng ta một cách dễ dàng lão giả hiện tại vẫn có thể bảo trì vài phần bình tĩnh nói nghe thấy lời này hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau thấy cũng có đạo lý nên cũng không dám khinh thường vọng động. Nhưng sau khi nhìn về phía thanh niên đang trừ hồn yêu thú ở đằng xa, đại hán đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc, thấp giọng nói. Nghe nói tên trùng ma này, 4 năm trước, chỉ vì một yêu thú cấp 7 lại cùng một tu sĩ phát sinh xung đột. Cuối cùng hắn một mình tiểu diệt hết 7-8 gã tu sĩ kết đan kỳ, chỉ có một tu sĩ đạt đến kết đan hậu kỳ mới may mắn chạy thoát. Mấy lời đồn đãi này chẳng lẽ là thật. Có lẽ là thật, vị tu sĩ thoát được kia hình như là cao thủ của Bích Vân Môn, người bị giết đều là đồng môn của hắn. Trận chiến này làm cho Bích Vân Môn được xưng là một trong năm thế lực lớn của kỳ uyên đảo bị tổn thất gần một phần ba lực lược, thực lực nhất thời đại giảm. Thái thượng trưởng lão diệu hạc chân nhờ của Bích Vân Môn cũng vì chuyện này mà tức giận đến thất khiếu bốc khói. Lần đó đích thân xuất hải tìm tên trùng ma này nhưng kết quả là không thấy quay về. Rất nhiều người suy đoán, cho dù vị diệu hạc chân nhân này có thực sự tìm được trùng ma đi chăng nữa cũng không có khả năng làm gì được đối phương. Dù sao một khi đối phương đã có năng lực như thế, rất có thể có khả năng là cao thủ tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Nghe đồn có một số thế lực khác của kỳ huyên đảo đã để ý đến tên trùng ma này, muốn chiêu mộ hắn tu sĩ họ mẫn nuốt vài ngụm nước bọt, thấp giọng giải thích. Nguyên Anh Kỳ, cái này không nhất định, ta thì lại nghe một giả thuyết khác, thật ra thì tu vi của trùng ma này chẳng hề cao chút nào hắn trở nên lợi hại như thế tất cả là nhờ vào loại quái trùng kỳ lạ kia. Nghe nói trong trận chiến ngày trước, hắn căn bản không hề sử dụng pháp bảo, chỉ thả ra vô số phi trùng đem đông đảo tu sĩ kết đan kỳ thôn vệ sạch sẽ. Hắn căn bản là không hề nhúc nhích một ngón tay, chính vì thế mới được gọi là trùng ma lão giả mặt khô gầy im lặng chốc lát, sau đó lắc đầu nói. Nhưng vừa rồi, chính thu huynh cũng nhìn thấy, tên này căn bản không hề vận dụng phi trùng, chỉ một kiếm liền giết chết lưu ly thú. Cho dù là tu sĩ đạt đến kết đan hậu kỳ cũng không chắc có thể làm được như vậy. Hắn chắc chắn là lão quái nguyên anh kỳ giả dạng tu sĩ, họ mẫn kiên chỉ bảo vệ ý kiến của mình. Lão giả mặt khô gầy lại không cho là như thế, còn có vẻ như muốn nói gì đó. Đại hán hung ác bất đắc dĩ ngắt lời. Hai vị bằng hiếu, trùng ma có phải là tu sĩ nguyên anh kỳ hay không đối với chúng ta căn bản là không có gì khác nhau. Đối phương tiêu diệt chúng ta cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Đây chính là sự thật. Ta lo lắng là ác danh của hắn tên trùng ma này cơ hồ như gặp tu sĩ nào đều bố trí phi trùng trước sau bao vây bằng cách này đã tiêu diệt không dưới trăm người chỉ trong hai năm ngắn ngủi hắn đã khiến cho tất cả mọi người khi nhắc đến tên hắn đều kinh hãi biến sắc tu sĩ họ mẫn nghe thế thì khuôn mặt càng khó coi hắn nhìn thanh niên áo lam thở dài một hơi nói trùng ma tâm ngoan thủ lạc tính tình hiếu sát vài năm thôi mà không ít tu sĩ bị giết rồi đoạt bảo tất cả đều có nhân chứng là do hắn gây ra Hiện tại không ngờ chúng ta lại tự mình đưa dê vào miệng cọp giọng hắn ngập tràn hối hận. Lão giả mặt khô gầy nghe thấy thế trên nét mặt cũng hiện lên nét hổ thẹn, nhếch miệng không nói gì. Ác danh của trùng ma này khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ vô cùng. Ba người lão giả không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa, tất cả đều chăm chú nhìn vào mọi cử động của thanh niên áo lam, trong lòng thầm hy vọng đối phương sau khi thu thập xong yêu thú sẽ nhanh chóng rời đi. Lúc này thì thanh niên áo lam kia sau khi rút ra hết tinh hồn của lưu ly thú vào trong cái bát đen thì tiếp tục moi từ trong thân thể nó ra một viên nội đan màu trắng, thu vào túi chữ vật bên hông. Hiện tại, thanh niên này bỗng dừng tay, hướng ra xung quanh đánh giá một chút. Ba người ở phụ cận không hẹn mà cùng nín thở, ẩn nấp thân hình không dám di động chút nào. Nhưng thật không như ước nguyện, ánh mắt thanh niên khi đảo tới khu vực của ba người đang ẩn nấp thì ngừng lại, khóe miếng hiện lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói. Ba vị đạo hữu đã xem một thời gian dài như vậy, có nên hiện thân hay không? Nghe lời này, ba người lão giả đồng thời cả người phát lạnh chạy không biết ai trong ba người hô lên ba người hóa thành ba đạo cầu vồng không hai lời phân biệt theo ba hướng khác nhau mà vọt đi ta còn chưa nói xong vì sao chạy nhanh như vậy chẳng lẽ sợ ta ăn các người sao thanh niên áo làm cho mày lẩm bẩm nét mật hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng sau đó khuôn mặt hắn trầm xuống rồi vung tay lên ba túi linh thú tung lên cao ngay lập tức giáp trùng ba màu tuôn ra ngập trời thanh niên áo lam chính là Hàn Lập vừa mới từ biển sâu quay trở lại. Lão giả khuôn mặt khô gầy khẽ liếc mắt về phía sau, vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến, độn quang bất giác nhanh thêm ba phần. Ngay lúc này, từ miệng thanh niên phát ra một trận ngâm nga khe khẽ. Giáp trùng ba màu đầy trời theo thanh âm kia mà tụ lại, trong nháy mắt ngưng kết thành ba thành giáo to lớn dài chừng hơn trượng. Tiếng rít trỗi lên mạnh mẽ, thanh giáo khổng lồ ẩn hiện sắc hồng, lóe lên rồi chợt chia thành ba hướng khác nhau phóng đi, độn quang cũng vô cùng nhanh vù vù tiếng xé gió truyền ra, trong nháy mắt ba mũi giáo truy tìm ba người lão giả đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ, không có ý đuổi theo. Ngước lại, thản nhiên dùng một đạo thanh quang nhẹ nhàng lột xuống làn da trong suốt của lưu ly thú. Da lưu ly thú chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế ra hộ giáp, Hàn Lập tất nhiên là không thể bỏ phí. Sau đó đem thân thể của lưu ly thú đốt thành cho bụi, Hàn Lập xoay người đem khí cụ bố trận đảo san hô phụ cận cùng nghe thường thảo thu vào, vừa mới làm xong tất cả, xa xa nơi chân trời từ ba hướng có hào quang chấp động. Đợi khi nó lại gần một chút có thể nhận ra, đúng là ba người lão giả mặt khô gầy kia đang ngự trên pháp bảo mà quay lại, xem phương hương thì hình như là nhắm thẳng đến chỗ của Hàn Lập. Khuôn mặt cả ba lúc này đều trắng bệch, trên cổ có một vòng ba màu bao quanh. Kẻ nào cũng cúi đầu ủ rũ, bộ dáng như là sắp đi vào chỗ chết vậy. Thấy cảnh này, Hàn Lập sờ sờ cầm trong lòng thầm cười lạnh. Mắt thấy ba người này đáp xuống trước mặt mình, Hàn Lập nhoẻn miệng cười, vô cùng hòa nhã hỏi một câu. Ba vị đạo hữu có thể giải thích cho tại hạ một chút vì sao vừa rồi khi vừa thấy Hàn Mỗ lại kinh hoàng bỏ chạy như thế. Chẳng lẽ ba vị biết tại hạ, chương 524, bàn vấn, vừa nghe Hàn Lập nói, ba người lão giả mặt khô gầy không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Vị trùng ma này hỏi vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ trước khi giết bọn hắn, còn muốn trêu chọc một phen? Đạo hữu muốn lấy tính mạng chúng ta, cứ việc xuống tay, cần gì nói ra những lời như vậy. Hán tử hung ác tính thẳng thắng, hung hăng nói, thật kỳ quái, chẳng lẽ câu hỏi vừa rồi của tại hạ, có cái gì không ổn. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, lạnh lẽo nói, ta cùng huynh đệ thật sự không biết tiền bối ở đây diệt sát yêu thú, nếu không tuyệt không có dũng khí quấy nhiễu trùm ma tiến bối. Mấy người tại hạ chỉ là vô tình tới chỗ này, tuyệt không có nửa phần ác ý. Mong tiền bối hạ thủ lưu tình tu sĩ họ mẫn tựa hồ từ trong cử động của Hàn Lập nhìn thấy sinh cơ, trên mặt hồi phục một tia huyết sắc sau đó cầu khẩn trùng ma các người nói là ta hàn lập khẽ cao mày mặt hiện lên vẻ nghi hoặc các hạ không phải trùng ma tiền bối sao lão giả mặt khô gầy vốn đã nhận mệnh nghe vậy liền không khỏi thì thào ngẩn ngơ trên mặt lộ vẻ kinh ngạc xem ra ba vị đạo hiếu tựa hồ hiểu lầm cái gì rồi hàn lập khẽ cười một tiếng sau khi do dự một chút tay vung lên ba đạo pháp quyết màu xanh bắn tới trên cổ ba người nhất thời trong một tiếng trầm thấp vòng cổ ba màu trên cổ của ba người tản ra, một lần nữa hóa thành vô số giáp trùng, như ong vỡ tổ bay về trong túi linh thú của Hàn Lập. Nhìn thấy cảnh này, ba người lão giả mặt khô gầy tìm thấy đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc cực kỳ, nhưng bọn hắn bây giờ đã tin hơn phân nửa, có thể thực nhận lầm người. Nếu không với danh tiếng của vị trùng ma kia, cũng sẽ không hí lộng bọn họ. Bất quá kiến thức qua thủ đoạn kinh người của Hàn Lập, bọn họ trở nên cung kính không dám vọng động. Ha ha, xem ra ta thật hiểu lầm đạo hiếu lấy tính tình vị trùng ma kia tuyệt sẽ không dễ dàng mà buông tha bọn ta không biết tôn tính đại danh của đạo hiếu là gì trên mặt lão giả mặt khô gầy xuất hiện vẻ tươi cười vội vàng hỏi thăm trong lòng hắn rất rõ ràng trước mắt cho dù vị này không phải là vị trùng ma kia nhưng thủ đoạn so với vị kia cũng không kém hơn đều dễ dàng lấy mạng nhỏ của bọn họ như trở bàn tay hắn tự nhiên không dám có bất cứ gì bất cẩn hàn lập nghe lời này mỉm cười đang muốn mở miệng nói gì thì ồ một tiếng nhìn về phía không trung ba vị còn có đồng bạn bọn họ hình như đã đến hàn lập nhìn lên trời chậm rãi nói lão giả mặt khô gầy ngẩn ra nhưng sau đó chợt nhớ tới cái gì ngửa mắt cùng nhìn về hướng đó nhưng lại không thấy người nào không khỏi lại lộ ra một tia hoang mang huynh đệ ta đích xác có dẫn theo một ít con cháu tính ra có lẽ là bọn họ đã đến trong lòng có chút bán tín bán nghi lão giả mặt khô gầy thành thật trả lời nhưng ngay lúc hắn vừa nói xong bên ngoài liền truyền đến một chuỗi các điểm sáng đúng là đám tu sĩ chúc cơ kỳ đến chậm kia bọn họ so với ba người lão giả mặt khô gầy tốc độ chậm hơn không chỉ là một chút nên bây giờ mới ngự khí bay tới nơi này lão giả mặt khô gầy thấy cảnh này thần sắc khẽ biến điều này cho thấy thần thức của đối phương vượt xa hắn sự sợ hãi trong lòng đối với hàn lập bất giác tăng thêm ba phần hàn mỗ trời sinh không thích náo nhiệt ba vị đạo hữu hãy an bài đám đệ tử đó Ta ở một chỗ khác chờ chư vị. Hàn mỗ còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ba vị, hy vọng các vị sẽ không từ chối ánh mắt Hàn lập nheo lại liếc ba người một cái, bỗng nhiên đầy thâm ý nói. Sau đó cười nhẹ, hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía một hòn đảo khác. Ba người lão giả mặt khô gầy lúc này mới thở mạnh một hơi. Hôm nay mặc dù không biết thanh niên này có phải là trùng ma hay không, nhưng bộ dáng hiện tại xem ra, đối với ba người cũng không có toát ra sát khí, mạng nhỏ tạm thời được bảo trụ lão giả mặt khô gầy trịnh trọng nói nhỏ vài tiếng tu sĩ họ mẫn khẽ gật đầu sau đó bay về phía bầu trời nghênh hướng đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia bay đến trước mặt đám đệ tử hắn lạnh lùng nói vài câu lập tức mấy tu sĩ chậm rãi đáp xuống hòn đảo nhỏ bên cạnh cũng không có hội tụ cùng đám lão giả mặt khô gầy lúc này tu sĩ họ mẫn mới tâm sự trầm trọng một lần nữa bay trở về bên lão giả thu huynh thật sự phải đi sao đại hán hung ác chờ tu sĩ họ mẫn đi tới liền lặng lẽ truyền thanh hỏi Tuyên đạo hiếu, không nên suy nghĩ lỗ máng, thủ đoạn vừa rồi của đối phương, người cũng không phải không thấy qua, người tưởng rằng bây giờ chúng ta có thể trốn sao. Đến lúc đó đối phương hỏi cái gì, thì thành thật trả lời, ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn. Đem đối phương đối đãi như là lão quái nguyên anh kỳ là được. Với thần thông của người này, hẳn là không thèm giết chúng ta đâu lão giả mặt khô gầy thần sắc biến đổi, cực kỳ thận trọng cảnh cáo. Thu huynh nói có lý, ta xem người này cũng không phải loại người cùng hung cực ác, tốt nhất đừng coi thường vọng động là được tu sĩ họ mẫn cũng gật đầu đồng ý nói. Mặc dù trong lòng hán tử hung ác không thật tán đồng, nhưng thấy hai người nói như thế, cũng không thể làm gì khác hơn là đem suy nghĩ này thu hồi. Sau đó, ba người lại hướng một đảo san hô khác bay tới. Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trên một khối san hô bằng phẳng, thản nhiên chờ ba người. Mấy vị đạo hiếu, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Hãy cho tại hạ biết một chút, hải vực kỳ duyên đảo gần đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì trên đường hàn mỗ từ biển sâu trở về liên tiếp gặp rất nhiều tu sĩ ta nhớ trước kia vùng hải vực này rất ít tu sĩ lui tới không phải là đều săn yêu thú ở trong hải nguyên sao đương nhiên chuyện của trùng ma tại hạ cũng muốn biết rõ chi tiết hàn lập hướng ba người thần sắc như thường nói đối mặt với thần sắc bất động của hàn lập ba người lão giả mặt khô gầy càng cảm thấy lo sợ bất an cung kính ứng một tiếng sau đó mới cẩn cẩn trọng trọng mà ngồi ở xung quanh Đạo hữu có lẽ đã 2-3 năm không đi qua kỳ uyên đảo, thâm uyên hải vực sớm đã là vùng cấm của tu sĩ chúng ta, hôm nay đứng nói là đi vào trong đó diệt sát yêu thú, chính là nếu có người nhắc đến thâm uyên, mọi người cơ hồ cũng biến sắc lão giả mặt khô gầy cười khổ một tiếng, chậm rãi nói. Ồ, xin đạo hữu hãy nói tiếp trên mặt hàn lập không lộ ra điều gì khác thường, nhẹ giọng nói. Chuyện này, nói đến thật dài sự tình phải nói đến việc hai năm trước yêu thú đã phát cuồng lên lão giả mặt khô gầy thấy Hàn Lập đang chú ý nghe trong lòng cũng an tâm liên thuật lại chi tiết việc năm đó thầm nguyên kinh biến cùng với sự tình tu sĩ nguyên anh kỳ không ai trở về Hàn Lập ngồi tại chỗ lẳng lặng nghe khi nghe xong toàn bộ chuyện đã trải qua trên trán mới lơ đãng nhíu lại thì thầm lẩm bẩm nói như vậy chuyện yêu thú thầm nguyên cuồng bạo năm đó làm chết không ít tu sĩ cao cấp thậm chí ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không thể sống yên khó trách tu sĩ ở hải vực lại nhiều lên nhìn biểu hiện trên mặt hàn lập căn bản không bị lời nói của lão giả mặt khô gầy làm kích động nhưng thật sự trong lòng khiếp sợ không nhỏ yêu thú thâm uyên cuồng bạo thậm chí mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ xông vào trong đó còn phải chạy trốn chết hàn lập nghe vậy từ đó cảm thấy một loại dấu hiệu không ổn chẳng lẽ ngoại tinh hải cũng muốn đại loạn tiếp theo nói cho tại hạ chuyện của vị trùng ma kia ba vị vừa thấy liền cho rằng tại hạ là trùng ma chẳng lẽ hàn mỗ thật sự rất giống đối phương hàn lập suy nghĩ một chút rồi lại cảm thấy hứng thú hỏi tiếp lời này lại làm cho ba người đối diện nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt hàm chứa ẩn ý nói như thế nào đây vừa thấy đạo hữu đích xác so với lời đồn về trùng ma rất giống cũng sử dụng nhiều phi kiếm màu xanh tướng mạo còn trẻ thoạt nhìn chỉ có tu vi kết đan kỳ hơn nữa sử dụng hàng ngàn hàng vạn phi trùng tu sĩ họ mẫn vội ho một tiếng tiếp lưới nói. Nhưng cứ sau một câu của hắn, thanh âm bất giác thấp xuống một phần. Bởi vì nhìn thế nào thì thanh niên trước mắt này cùng với sự đồn đại của trùng ma hết sức ăn khớp. Tu sĩ họ mẫn không khỏi trột ra. Ồ, như vậy thật đúng như là đang nói về tại hạ. Đạo hữu hãy kể rõ lại chi tiết một chút. Vị trùng ma kia rốt cuộc đã làm chuyện gì, hình như danh khí không nhỏ nét mặt hàn lập hiện lên một tia dị sắc, bình tĩnh hỏi. Chuyện của trùng ma rất nhiều, nhưng nổi danh nhất, chính là tại 4 năm trước, trùng ma lấy sức một người, sử dụng đàn trùng diệt sát 78 vị tu sĩ kết đan kỳ. Cũng vì cuộc chiến này mà người này thành danh tu sĩ họ mẫn cẩn thận nói. Hàn lập nghe lời này, nét mặt không lộ chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại đập loạn một chút. Vốn là sau chuyện này, vị trùng ma kia liền biến mất biệt tích. Nhưng không nghĩ tới qua một năm thời gian, tại xung quanh hải vực kỳ uyên đảo, lại thường uyên phát sinh chuyện tu sĩ bị giết đoạt bảo. Theo người còn sống nói, đúng là vị trùng ma kia, cũng sử dụng phi trùng đầy trời, dễ dàng đem đối thủ thôn vệ sạch sẽ. Mà chuyện như vậy, cơ hồ cách một hai tháng phát sinh một lần. Nghe đồn, tu sĩ chết trên tay vị trùng ma đã hơn trăm người, danh tiếng trùng ma được xem như là hung danh ngập trời một hơi nói xong những lời này, trên mặt tu sĩ họ mẫn mang một tia khẩn trương, có vẻ bất an. Trường 525, chân giả trùng ma, không riêng gì tu sĩ họ mẫn, lão giả mặt khô gầy cùng đại hán họ tuyên cũng nuốt nước bọt khan, không biết lời nói vừa rồi có làm thanh niên trước mặt này tức giận hay không. Không chừng đối phương chính là vị trùng ma kia, có ý tứ, xem ra ác danh của vị trùng ma này thật không nhỏ. Không biết chư vị đạo hữu có biết bộ dáng của trùng ma ra sao, sử dụng phi trùng có giống tại hạ không? Hàn lập không có ý tức giận, ngược lại cười nhẹ hỏi. Bộ dáng ra sao, ta cũng chưa từng nghe người ta nói qua, hình như tướng mạo rất bình thường, về phần sử dụng phi trùng, tựa hồ là một loại kim ngân lưỡng sắc phi trùng. Ồ, của đạo hiếu là tam sắc giáp trùng xem ra tiền bối thật không phải là ma đầu nọ tu sĩ họ mẫn nãy giờ ấp a ấp úng lúc này mới phát hiện chỗ bất đồng của đối phương với vị trùng ma kia không khỏi vui mừng kêu lên lão giả mặt khô gầy cùng đại hán hung ác cũng đồng thời tỉnh ngộ nhớ tới việc này tinh thần cũng rung lên đối phương không phải là trùng ma mạng nhỏ bọn họ càng thêm an toàn đa tạ ba vị đạo hiếu cho biết chi tiết tại hạ còn có chuyện bên người cũng không lưu chư vị nữa bất quá chuyện hôm nay cùng tại hạ gặp nhau mong rằng ba vị không nên nói cho ai biết hàn mỗ cũng không muốn người ta nhận lầm là trùng ma mà bị người đuổi giết nói vậy các đạo hữu có thể thông cảm hàn lập ngước nhìn bầu trời phảng phất như đang tự tính toán một lát sau mới cúi đầu nói ra làm cho trong lòng ba người lão giả mừng như điên mà trả lời điều này hiển nhiên đám người tại hạ nhất định thủ khẩu như bình tuyệt sẽ không mang đến phiền toái cho đạo hữu huynh đệ chúng ta xin đi trước một bước lão giả mặt khô gầy áp chế sự hưng phấn trong lòng có chút chờ mong hỏi. Hàn lập lạnh nhạt gật đầu cười, ba người đối diện lập tức mừng thầm, sau khi hướng hàn lập thi lễ, liền vội vàng đứng lên bay đi. Lát sau, tại chỗ khác trên hòn đảo, ba người lão giả mặt khô gầy mang theo các đệ tử đồng môn, không trần chờ bay khỏi đảo, hướng bầu trời phía xa nhanh chóng bay đi. Không biết từ khi nào hàn lập cũng đã đứng lên, ở tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn theo. Đến khi những người này độn quang biến mất, trên mặt mới bỗng nhiên âm châm xuống mặc dù vừa rồi nếu muốn hạ thủ lấy tính mạng bọn tu sĩ này cũng dễ như trở bàn tay nhưng hàn lập lại không có một chút ý tứ nào muốn ra tay hắn không phải là kẻ giết người thành tính huống hồ có tiết lộ hành tung chỗ ở của hắn hay không căn bản cũng không sao bởi hải vực nơi này căn bản như nam bắc cách biệt với động phủ của hắn nếu như là tại hải vực vụ hải tiểu đảo gặp ba người này hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào hơn nữa hắn sớm đã có ý định lập tức trở về phủ bế quan ít nhất trong vòng 20 đến 30 năm, hắn không định rời khỏi động. Ai muốn tìm hắn gây phiền toái, thì cứ từ từ mà tìm kiếm ở ngoại tinh hải đi. Bất quá trùng ma này đúng là làm cho hắn mang ác danh. Trừ lần đó bất đắc dĩ hắn phải vận dụng phệ kim trùng tiêu điệt đám tu sĩ Bích Vân Môn ra, từ lúc nào mà có chuyện giết người đoạt bảo. Rõ ràng có người vụ oan giá họa cho hắn, điếu này mặc dù không làm cho Hàn lập giận sôi lên, nhưng quả thực cũng vô cùng bực mình. Nghĩ lại cừu gia của hắn tại ngoại tinh hải, tựa hồ cũng chỉ có bích vân môn. Thực tế năm đó yêu thú cấp cao rất nguy hiểm, Hàn Lập cũng không có quá xâm nhập sâu vào khu vực biển sâu của ngoại tinh hải, cũng chỉ là ở bên ngoài một chút, không ngừng dùng nghe thường thảo dụ yêu lấy đan. Kết quả một lần, hắn vừa mới vây khốn một con yêu thú cấp 7, vừa lúc chứng kiến một đội ngũ chừng 78 vị tu sĩ kết đan kỳ bay tới. Đối phương cuồng ngạo tự xưng tu sĩ Bích Vân Môn, nổi lên lòng tham muốn giết người đoạt bảo. Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là thả ra hơn 10 vạn con phệ kim trùng ra tiêu diệt. Dựa theo ý nghĩ hắn, một khi đã động thủ, tốt nhất là giết người diệt khẩu. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù tiêu diệt được đại bộ phận tu sĩ, nhưng lại có một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ có một cổ bảo hộ thân uy lực không nhỏ. Kết quả thừa nhịp hắn không để ý, phá tan vòng vây của đàn phệ kim trùng, may mắn thoát nạn. Hàn Lập đương nhiên biết bích phân môn này là một trong các thế lực lớn ở ký uyên đảo, hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm xông vào biển sâu, tránh né đại địch vừa kết này. Lại nói coi như là hắn gặp may, sông sáu mấy năm tại biển sâu, hắn cũng không có gặp một con yêu thú cấp 8 nào. Nguy hiểm nhất là một lần, dẫn tới một đám yêu thú cấp 7. Mặc dù làm cho hắn luống cuống tay chân một trận, nhưng sau khi phệ kim trùng, pháp bảo đều xuất ra, liền bình yên vô sự mà đánh ngang tay với chúng. Trải qua diệt sát mấy năm nay, cuối cùng hắn cũng thu hoạch được mấy trăm khối yêu đan cấp 7, cũng đủ dư để luyện chế đan dược, mà các loại tài liệu yêu thú cũng tích trữ cả đống. Lúc này, hắn mới dứt khoát theo đường cũ trở về. Nhưng mới từ biển sâu trở về, khi trải qua hải vực này, vô ý phát hiện một con lưu ly thú. Hàn Lập đương nhiên không có ý buông tha, liền bày trận đem nó tiêu diệt. Kết quả không nghĩ tới, lại đưa tới ba người lão giả mặt khô gầy, lại cực kỳ kinh hoàng kêu hắn là trùng ma. Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập buồn bực vô cùng. Hiển nhiên nghi ngờ lớn nhất chính là do Bích Vân Môn tìm không ra hắn, mà vừa lại biết hắn sử dụng khu trùng thuật cùng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, lúc này mới thổi gió đốt lửa tạo ra một tên trùng ma. Không hề nghi ngờ, đối phương chẳng những muốn phá hư thanh danh của hắn, làm cho hắn không có chỗ dung thân tại ngoại tinh hải, còn muốn dụ dỗ bức bách hắn hiện thân. Thậm chí phái người giả làm hắn giết người đoạt bảo, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, mấy năm nay Hàn Lập đều ở tại khu vực biển sâu, bọn chúng hiển nhiên uổng phí công sức. Bất quá nói tới đây, Hàn Lập có chút nghĩ không ra. Tìm một vị tu sĩ cao cấp cũng tinh thông khu trùng thuật, không phải là chuyện khó, thậm chí tìm một ít phi trùng cùng loại với phệ kim trùng, cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu thật sự là người bích vân môn dở cho quỷ, tại sao lại giả trang người khác sử dụng kim ngân phi trùng, mà không bắt trước hắn dùng tam sắc phệ kim trùng lúc diệt sát bích vân môn, tên tu sĩ kết đan kỳ trốn về kia, trung quy sẽ không sai lầm ở điểm này. Phải biết rằng thời điểm trước khi phệ kim trùng tiến hóa, là việc trước khi đến ngoại tinh hải. Chẳng lẽ là, là mấy lão quái vật ở hư thiên điện, truy tung tới đây? Nghĩa tới đây, trong lòng Hàn Lập bóng dùng mình, thần sắc không khỏi đại biến. Nếu thật sự đúng như vậy, tình huống thật sự không ổn. trầm ngâm tại chỗ trong chốc lát, Hàn Lập đột nhiên dẫm chân, không chút dấu hiệu chợt bay lên không. Sau đó, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía vụ hải tiểu đảo phá không mà bay đi. Trong độn quang, thần sắc Hàn Lập như thường, khóe miệng hàm ẩn một tia cười lạnh. Mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận, Chuyện trùng ma, mặc kệ là Bích Vân Môn đang làm trò quỷ, hay là lão quái vật nghĩ muốn buộc hắn hiện thân, cũng không cần quá để tâm tới. Bởi vì tình hình của ngoại tinh hải, cùng chuyện thâm uyên yêu thú trở nên có chút quỷ dị, mà hắn vốn cũng định trở về động phủ, nên nhân tiện khổ tu một ít năm tháng không ra ngoài. Nhờ đó có thể một mũi tên hạ hai con chim, mà né qua giai đoạn tối nguy hiểm này. Mà chỉ cần tu vi của hắn tăng tiến, cho dù có mang cái hung danh hách hách này, thì có ai có dũng khí dám bắt hắn tu tiên giới vốn là cường giả mới có quyền nói chuyện. Ôm loại ý nghĩ này, trong lòng Hàn Lập không có bất cứ cái gì trần trừ một đường bay thẳng. Cùng lúc đó, tại một gian trong mật thất thuộc hắc thạch thành của kỳ huyên đảo, đang có hai người ẩn tại một nơi bí mật, đang thần bí nói chuyện với nhau. Tề huynh, hiện tại cũng đã qua hai ba năm, phương pháp của người có vẻ không dùng được. Tại hạ cũng không thể ở chỗ này hao phí bảy tám năm, mà chỉ cho tiểu tử này mắc câu một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất không kiên nhẫn nói. Điều đạo hiểu, Việc này cấp bách không được, thần thức ngươi không phải mỗi ngày đều quét các ngóc ngách của hắc thạch thành sao. Tiểu tử nọ nếu như cải trang tiến vào thành này, nhất định sẽ không qua được mắt huynh thanh âm người kia có chút khàn khàn, trầm giọng nói. Chủ nhân của thanh âm đầu tiên, rõ ràng chính là cực âm tổ sư nhiều năm không gặp. Hắn lúc này, bộ dáng vẫn là một người trung niên khuôn mặt tái nhợt. Chỉ là thần sắc âm trầm cực kỳ, trong mắt ẩn hiện một tia bất mãn. Hừ, điều mỗ dựa theo phương pháp tề huynh, phái vài tên đệ tử giả mạo tiểu tử kia giết người đoạt bảo khắp nơi, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Không phải là tề huynh có mục đích khác, cố ý giấu diếm chứ. Điều mỗ cũng không tin, một cái bích vân môn lớn như vậy, tìm một tu sĩ kết đan kỳ lại khó khăn đến như thế vẻ mặt cực âm lão tổ không đồng tình nói. Khổ, lời này của điều huynh thật oan uổng cho tại hạ, tề mỗ cùng điều đạo hữu tương giao cũng không chỉ một hai năm, lẽ nào tại hạ là người như thế. Huống hồ, vốn bổn môn cùng tiểu tử nó có thâm cừu đại hận, nên sẽ không buông tha việc truy bắt người này chủ nhân của thanh âm khàn khàn, là một vị đạo sĩ trung niên mặc đạo bào thêu đồ án bạch hạc, vẻ mặt hơi tái. Nhưng bên ngoài lại phủ một tầng hào quang sáng ngọc, nhìn cũng có vẻ khí thế bất phàm. Bất quá, điều đạo hiếu, tề mỗ cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc tên tiểu tử kia đã làm gì chọc giận đạo hiếu, khiến điểu huynh không tiếc mạo hiểm lẻn vào thiên tinh thành. Sau đó truyền tống đến tận đây, đạo hiếu vẫn lấy cớ lệnh tôn chết trên tay người này, hàm hồ không nói, Tề mỗ thật sự không quá tin tưởng đạo sĩ phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên cười tủm tìm nói. chương 526, ám lưu dũng động, cực âm tổ sư vừa nghe đạo sĩ nói lời này, trong lòng không khỏi tức giận thầm mắng lão hồ ly nhưng biểu tình trên mặt vẫn không có chút gì khác thường. Tề huynh hình như đã nói chuyện này không chỉ một lần. Tại hạ đã sớm nói rõ nguyên nhân là do tiểu tử họ hàn kia tại hư thiên điện trung bất ngờ hạ độc thủ ám hại tiểu tôn nên ta mới nhất định phải bắt sống hắn mà trừ hồn luyện thần cực âm lão tổ sắc mặt lạnh lùng nói, hắc hắc, giá mà Điều Huynh nói lời này hai năm trước đây thì tại Hạ đương nhiên rất tin tưởng. Nhưng hiện nay Điều Huynh sau một thời gian dài như vậy, huyền âm đảo không còn muốn quay lại, thậm chí đồng minh bên đó đang xảy ra tranh đấu cũng không có để tâm. Nếu Điều Huynh nói vì cháu mình mà trả thù thì Huynh cho rằng đạo sĩ ta có thể tin tưởng sao đạo sĩ khẽ lắc đầu tỏ ra nghi ngờ. Huống hồ trong hai năm trở lại đây, ngoại trừ việc Điều Huynh đột nhiên đại giá quang lâm ra thì vạn pháp môn bên kia cũng lặng lẽ cử tới một trưởng lão. Ngoài ra, ít nhất còn có hai ba gã thân phận không rõ ràng nhưng tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ cũng thay hình đổi dạng tiềm nhập vào hải vực kỳ uyên đảo của chúng ta tại hạ không biết từ khi nào kỳ uyên đảo lại có mị lực lớn đến mức cùng một lúc thu hút sự chú ý của nhiều cao nhân đến vậy cho đến một vài ngày trước đây ta mới xác nhận được tin tức rằng những người này cũng như điểu huynh đang truy tìm tiểu tử họ hàn có khả năng khu trùng kia điểu huynh không phải muốn nói cho ta biết là những đạo hữu kia đến đây cũng là vì muốn báo thù cho tôn tử đấy chứ đạo sĩ họ tề tựa hồ như muốn chơi bài ngửa nhìn chằm chằm vào cực âm lão tổ mỉm cười chậm rãi nói cực âm lão tổ trong lòng chợt run lên nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng không nói gì điều huynh hà tất việc gì phải che giấu một cách vô vị như thế mặc kệ trên người hàn tiểu tử có cái bí mật to lớn gì nhưng nếu đã có nhiều đồng đạo biết được điều này thì có thêm tại hạ biết cũng không là nhiều mà bớt ta đi cũng không tính là ít điều huynh cứ sảng khoái nói ta biết nói không chừng còn có lợi hơn đấy hơn nữa Tại hải vực này hiện nay ngoài đạo hữu lấy thân phận đệ tử trùng ma xuất hiện thì còn có không ít tu sĩ giả mạo người này xuất hiện khắp nơi. Rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu đây mà đạo sĩ tựa hồ nhìn ra trong lòng cực âm lão tổ đang dao động, nhưng vẫn bất động thanh sắc tiếp tục thuyết phục. Hừ tề huynh một khi đã biết rõ ràng sự tình như vậy thì sao lại phải hỏi tới điều mỗ làm gì? Cực âm tổ sư rốt cuộc khẩu khí bất thiện trả lời. Tại hạ tin tưởng rằng, cho dù điều huynh không muốn tiết lộ sự thật thì chỉ cần trong vòng nửa năm tề mỗ cũng sẽ tra ra việc này mà thôi. Nhưng chỉ sợ khi đó không chỉ có bích vân môn ta biết được sự việc. Nói thực là tề mỗ cũng không muốn chứng kiến tình hình này xuất hiện, chỉ bằng trước tiên cùng đạo hữu thử liên thủ một lần đạo sĩ nói quanh co một hồi rồi cuối cùng lộ ra dã tâm của mình. Cực âm tổ sư nghe những lời này thì sắc mặt âm trầm bất định một hồi lâu. Sau khi cúi đầu trầm ngâm lưỡng lự một lúc, hắn rốt cục thở dài một hơi, cười khổ nhìn đạo sĩ thỏa hiệp nói. Khổ, không phải điều mỗ chủ tâm lừa gạt tề huynh, mà là lúc đó không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài. Ta đã trước đã lấy tâm ma phát thệ với các đạo hữu khác là tuyệt không đem việc này nói cho người ngoài. Bất quá nếu trưởng lão của Vạn Pháp môn cũng đã truy tung đến đây thì mặc kệ Vạn Thiên Minh cho dù tiết lộ nhiều hay ít thì bản thân mình ít nhiều cũng đã vi phạm lời thề. Ta đây cũng không phải cố kỵ gì nữa. Cũng đúng, điều huynh giờ này vẫn còn quan tâm đến lời thề hay sao chứ? Tề Mỗ đã từ lâu không để ý đến điều này. Tâm ma một khi có linh thì các môn phái tu luyện ma công như chúng ta chẳng phải đã chết hơn quá nửa rồi sao đạo sĩ vừa nghe cực âm nói xong thì mặt tỏ ra vui vẻ, vỗ tay cười ha hà nói. Tuy ta cũng không để tâm đến cái gì tâm ma, nhưng nếu sự tình này bị nhiều người biết được thì ta ngay cả hút cặn cũng chưa chắc được cực âm tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn nghiêm mặt lại, môi khẽ mấp máy truyền thanh. Tề đạo sĩ thấy cực âm tổ sư cẩn thận như vậy, thoạt đầu vẫn có chút lơ đánh có chút không để tâm nhưng chỉ sau vài câu sắc mặt bóng đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Đạo hữu có nói thực không? Vật nọ đã xuất thế rồi sao? Đạo sĩ vẻ mặt hưng phấn, thanh âm có chút run rẩy. Nếu không vì bảo vật nọ, người cho rằng vật gì có thể khiến cho nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ động tâm tụ tập nơi đây? Cực âm tổ sư thản nhiên hỏi ngược lại, không sai, xem ra lời của điều huynh là thật rồi. Điều huynh che giấu điều này thật sâu quá mức, bảo vật này xuất thế lâu vậy mà bên ngoài tỉnh không thấy có lời đồn đại nào tề mỗ cũng có vài phần bội phục bất quá nếu điều huynh cho ta biết sớm tề mỗ nhất định sẽ phái ra nhiều nhân thủ hơn không chừng sớm đã tìm ra tiểu tử nọ đạo sĩ mặc dù mừng như điên nhưng trong tâm cũng có vài phần oán khí đạo hữu nói nghe thật hay quá sự việc này đâu có thể tùy tiện tiết lộ ra được điều mỗ có thể che giấu sự việc một thời gian dài như vậy nếu không phải có kẻ phong thanh tiết lộ ra thì điều mỗ cũng sẽ không dễ dàng nói ra như vậy người biết việc này càng ít càng tốt cực âm tổ sư cũng không có tức giận giải thích điều huynh nói cũng phải nếu tề mỗ biết được tin tức này cũng tuyệt không muốn nhiều người biết đến để đòi phân chia bảo vật đạo sĩ gật đầu đồng ý nói bất quá hôm nay tin tức này rốt cuộc không thể che giấu được nữa thông tin bảo vật xuất thế xem ra đã bị tiết lộ ra ngoài rồi cực âm tổ sư ra mặt nhăn nhúm trên mặt hiện lên một tia không cam lòng ha ha điều huynh nên biết trên đời này căn bản không có cái gì mà có thể che giấu mãi được Thôi tề mỗ trước hết xin cáo từ, ta cũng nên trở về phái thêm nhân thủ cạnh tranh với người khác để đi tìm tiểu tử này. Tề đạo sĩ thoáng nói một câu rồi đứng dậy cáo từ, nét mặt còn đầy vẻ kích động. Cực âm tổ sư cũng không tỏ thái độ muốn lưu khách, liền ôm quyền tống tiến đạo sĩ ra cửa phòng. Cực âm tổ sư quay trở lại ngồi lặng yên trên ghế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra một khi có chữ lợi trước mặt, đối phương lập tức hấp tấp tỏ vẻ lo lắng hơn cả bản thân mình xem ra đem sự tình trong hư thiên điện nói ra cho đối phương cũng không phải là sai lầm tiểu tử hàn lập kia cũng không biết đang ẩn trốn ở địa phương nào mà đến cả ta cũng không thể phát hiện ra nếu không phải trước đây hàn lập đã từng giết tu sĩ bích vân môn này thì ta cũng nghĩ là hắn dùng kế kim thiền thoát xác mà lánh đi yêu thú đảo khác nhưng nay thời gian không đợi người ta chỉ có thể tạm thời mượn thế lực địa phương là bích vân môn rồi tính từng bước tiếp theo cực âm tổ sư âm thầm tính toán lợi hại trước sau một hồi rồi thở dài một hơi trong phòng lại yên tĩnh không một tiếng động, tại phía trên hải vực, một thanh niên mặc áo xanh, tướng mạo bình thường đang lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ cấp thấp mặt tái xanh không còn chút máu đang bị một mảng lớn phệ kim trùng màu bạc vây quanh. Đám mây phệ kim trùng này rung động không ngừng phát ra tiếng ông ông. Trùng ma, một tu sĩ trung niên sắc mặt sầu thảm kêu lên. Thanh niên áo xanh nghe thấy câu này thì chỉ cười lạnh hắc hắc vài tiếng, không nói lời nào mà hướng về mấy tu sĩ này chỉ một cái, đám mây phệ kim trùng trên đỉnh đầu chợt nổi lên âm thanh như sấm rồi dập trời dập đất sông tới. Mấy tên tu sĩ cấp thấp mặc dù liều mạng dùng linh khí hộ thân ngăn cản, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị đám mây kim trùng vây kín. Trong chốc lát mấy người này đã biến mất trên thế gian. Tu vi có bằng ấy mà cũng muốn chống cự, thật không biết lượng sức thanh niên đem túi chữ vật của mấy người này nhất là thu hồi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Tiếp theo hắn lơ đãng tùy hứng nhìn xung quanh rồi biến thành một luồng thanh quang biến mất. Một lúc sau trên không trung có một đạo bạch quan lóe lên, hiện ra một vị tu sĩ mặt trắng kết đan sơ kỳ với vẻ mặt hết sức khó coi. Vị tu sĩ này nhìn hướng thanh niên vừa đi mà nghiến răng nghiến lợi một hồi, sau đó hướng về phía ngược lại mà bay đi. Nửa tháng sau rốt cuộc Hàn Lập đã quay trở lại hải đảo nhỏ nhiều sương mù. Mặc dù mấy năm không trở lại nhưng động phủ vẫn không có gì bất thường. Điều này làm cho hắn có chút thả lòng. Hàn Lập trước tiên ở trong động phủ nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, sau đó xem xét kiểm tra, phân loại lại các loại tài liệu, yêu đan chân quý nhằm chuẩn bị tốt cho việc luyện đan sau này. Hơn 10 ngày sau, thân thể và tâm trạng đều đã phục hồi, Hàn Lập mang theo toàn bộ tài liệu tiến vào đan thất. Vài năm trước, hắn tại động phủ Thiên Tinh thành luyện đan đã mơ hồ cảm giác tại luyện đan thuật đã chạm đến bình cảnh, phảng phất nếu cố gắng sẽ tiến vào cảnh giới luyện đan mới. Vì vậy, Hàn Lập trước tiên không có sử dụng đến yêu đan của yêu thú cấp 6 và 7 mà đem một số yêu đan cấp 5 đặt trên mặt đất theo hàn lập phỏng chừng bản thân đối với việc luyện đan thiên phú thực không có gì tuy tại luyện đan thuật mặc dù chưa đạt đến cấp bậc đại sư nhưng cũng không kém quá xa dù sao cũng không ai được như hàn lập có thể có nhiều vật liệu xa xỉ như yêu đan để mà luyện tập luyện đan mà đạo luyện đan quan trọng nhất cũng là kinh nghiệm và kỹ năng thuần thục nên hắn định dùng yêu đan cấp 5 để luyện tập thêm nữa xem có thể đột phá đạo luyện đan hay không ôm ý tưởng này hàn lập hướng về phía đan đỉnh vung tay một cái yêu đan cấp 5 tự động bay trên lên đỉnh đan lô đồng thời nắp đỉnh lô cũng tự động mở ra. chương 527, bất tốc chi khách, cửa lớn phòng luyện đan, một lần phong bế đã là suốt 3 năm rồi. Một ngày của 3 năm sau, Hàn Lập bình tĩnh đi từ trong ra. Mà lúc này yêu đan cũng đã biến thành các loại đan dược chân quý. Hai năm đầu tiên, phần lớn thời gian Hàn Lập dành để luyện chế đan dược mà nguyên liệu chính là từ yêu đan cấp 5. Mặc dù mấy đan dược này đối với hiện tại cũng không có nhiều tác dụng, tuy nhiên nếu một viên trong đó mà rơi vào tay của tu sĩ trúc cơ kỳ thì cũng khiến họ vui mừng phát điên thật sự là điều mơ ước trải qua quá trình luyện chế đan dược này cuối cùng cũng khiến luyện đan thuật của hàn lập được lợi thực sự đã nâng cao một tầng dù sao luyện đan sư hàng thật giá thật cũng sẽ không có cơ hội dùng nhiều yêu đan để luyện tập như vậy luyện đan sư bình thường trong cuộc đời có thể dùng ba bốn chục viên yêu đan để luyện đan đã là chuyện khó cầu cho dù khác biệt giữa cách luyện chế mỗi loại đan dược khác nhau là không nhỏ nhưng trong đó luôn có một chút liên hệ với nhau, điều này cũng khiến Hàn Lập có thể tham khảo chút ít. Từ đó, trải qua nhiều lần luyện chế đan dược chân quý, số lượng đan dược được Hàn Lập luyện ra nhiều tới mức có thể còn nhiều hơn cả luyện đan đại sư. Kết quả là sau này Hàn Lập vận dụng yêu đan cấp 6, cấp 7 thì khả năng thành công đề cao không ít. Điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ vui mừng, nếu không, với mức độ chân quý của đan dược cấp 6, cấp 7 thì cho dù Hàn Lập cũng không nỡ dễ dàng lãng phí. Sau khi luyện đan chấm dứt, hàn lập tạm thời nghỉ ngơi một tháng trong thời gian này hàn lập chạy qua những trùng thất một chút phân biệt tại hai trùng thất là tam sắc phệ kim trùng và phệ kim trùng nguyên gốc chưa tiến hóa trong lúc ở luyện đan thất hắn đã để cho khôi lỗi thay phiên mang nghe thường thảo để hai loại phệ kim trùng này ăn kết quả là một tin tức không hay chút nào xuất hiện tam sắc phệ kim trùng ăn nghe thường thảo tuy không có gì hại nhưng dường như loại cỏ này dường như đã không còn năng lực đặc thù khiến chúng phải táo bạo hưng phấn nữa ngay cả khi ăn hết sạch mà cũng chẳng xuất hiện một chút biến hóa nào. Lúc bắt đầu Hàn Lập còn tưởng rằng thời gian quá ngắn, lại thêm số lượng phệ kim trùng quá lớn cho nên hiệu lực của nghe thường thảo mới không rõ ràng. Cho nên trong nghi ngờ, hắn đã cách ly mấy trăm con tam sắc phệ kim trùng một chỗ để chúng chuyên ăn loại cỏ đặc biệt này, rồi hắn quan sát biến hóa tập tính của chúng. Nhưng sau mấy lần ăn xong, lũ phệ kim trùng này vẫn giống hệt trước đây, đến cũng chẳng thấy bất cứ phản ứng khác thường nào. Điều này khiến Hàn Lập phiền muộn không thôi hiện tại hắn có thể kết luận nghe thường thảo đã mất đi khả năng tăng cao số lượng sinh sản kỳ diệu đối với phệ kim trùng đã tiến hóa mặc dù không biết bên trong có cái gì lạ thường nhưng không hề nghi ngờ bây giờ hắn đã mất đi phương pháp khiến tam sắc phệ kim trùng sinh sản nhanh chóng lũ trùng này nếu dùng một ít sẽ ít đi một ít hôm nay hắn không thể làm gì khác hơn là trở về đường xưa dùng khôi lỗi đem nghe thường thảo đến cho lũ kim ngân sắc phệ kim trùng chưa tiến hóa ăn hôm nay tính tình lũ phệ kim trùng này đã càng ngày càng táo bạo xem ra cách lúc sinh sản không xa nữa. Xử lý hết thầy tốt rồi Hàn Lập mới hài lòng tiến vào bên trong bế quan thất. Hắn chuẩn bị dùng các loại đan dược này để luyện thành tầng thứ 8 của thanh nguyên kiếm quyết, nhanh chóng tiến vào cảnh giới kết đan trung kỳ. Ngồi xếp bằng trên một khối bồ đỏ ân, Hàn Lập từ trong túi chữ vật lấy ra một bình thuốc đã sớm chuẩn bị sẵn. Tiếp theo lấy ra một viên màu hồng giống một viên đan dược long nhãn, đưa vào miệng, rồi ngửa đầu nuốt luôn. Cảm nhận trong bụng bắt đầu có chút nóng lên, Hàn Lập nhớ kỹ kiếm quyết tầng thứ 8, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian như thoi đưa, năm tháng vô tình, Hàn Lập nhất tâm khổ tu pháp lực kiếm quyết trong động phủ, thời gian cứ thế trôi qua. Loại việc dùng đan dược không ngừng rồi lại không ngừng luyện hóa dược liệu thật sự cực kỳ buồn tẻ vô vị. Cũng may Hàn Lập một khi nghĩ đến công pháp đại thành, thì sẽ có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân. Có suy nghĩ như vậy nên hắn cũng không thấy quá buồn phiền. 15, 16 năm đảo mắt đã qua. Hàn Lập rốt cuộc phá tan chướng ngại của kết đan trung kỳ, tu thành tầng thứ 8 của Thanh Nguyên kiếm quyết. Hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng không vội vàng xuất quan, bởi vì đan dược trong tay còn thừa hơn nửa, mà hắn đương nhiên vẫn chưa luyện hóa xong. Vì thế dù vừa tiến vào kết đan trung kỳ nhưng Hàn Lập lại vẫn tiếp tục tính tâm lại, ngồi xuống tiếp tục tu luyện tầng thứ 9 của Thanh Nguyên kiếm quyết. Kiếm quyết tầng thứ 9 dù chỉ tranh một tầng, thế nhưng lại khó khăn hơn vài phần. Xuân đi đông đến, thu qua hạ tới năm nọ nối tiếp năm kia trôi qua, cửa bế quan thất vẫn thủy chung đóng chặt, bên trong động cũng phủ một tầng bụi đất dày. Dường như nơi đây dần dần trở thành một khu di tích mộ cổ vậy. Đây là một buổi sáng bình thường ở hải vực gần vụ hải, sáng sớm một ít chim biển bay vòng trên bầu trời ngoài khơi, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu, cảnh tượng thật sự an bình. Nhưng một lát sau, xa xa phía chân trời đột nhiên có ánh sáng chấp động, tiếp theo mấy mũi nhọn ánh sáng thanh hồng nhanh như điện chớp bắn về phía vụ hải. Qua chốc lát sau, rốt cục có thể thấy rõ thân ảnh trong quang mang phía xa xa đúng là ba nữ hai nam, đang liều mạng chạy như điên về đây. Trong đó, ngoài một trung niên nhân khoảng 40 tuổi là tu sĩ trúc cơ kỳ ra thì toàn bộ bốn người còn lại đều chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, tuổi cũng đều khoảng 17, 18 đến 23, 24 tuổi, xem ra vẫn còn rất trẻ. Mấy người này vừa bối rối bay đến đây, vừa liên tục nhìn lại phía sau, giống như có cái gì đó đang đuổi phía sau họ vậy. Trong nháy mắt, mấy người này đã đến phụ cận vụ hải, Tôn Sư Thúc, phía trước có vụ hải, chúng ta tạm thời tiến vào đó nghỉ trong chốc lát. Nếu không, không đợi những thứ kia đuổi theo, mọi người đã chịu không nổi nữa rồi trong năm người, một cô gái áo vàng tuổi chỉ có 15-16 có chút thở hồn hển mà hướng trung niên nhân nói. Cô gái này có khuôn mặt tròn tròn, mắt to đen nháy, một bộ dáng rất trẻ con, có vẻ hết sức xinh xắn đáng yêu. Nhưng giờ phút này, mặt nàng ta lại đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trông giống như pháp lực đã hết sạch rồi vậy. Cái này, Trung niên nghe vậy sửng sốt, nhìn ba tên nam nữ phía sau, phát hiện tình hình bọn họ mặc dù tốt hơn một chút, nhưng đã chẳng còn vẻ khỏe mạnh nào nữa. Được, đến chỗ vụ hải hồi phục một chút pháp lực rồi lại lập tức rời đi, cho dù chúng ta đã bỏ qua tên này một chút khoảng cách, nhưng hắn sẽ đuổi theo không chết không thôi đâu. Hãy cẩn thận một chút, nếu thật sự bị đuổi theo thì sự sống chết của chúng ta thật sự khó nói trung niên tu sĩ trần trừ rồi lại liếc mắt về phía sau một cái mới miễn cưỡng đáp ứng. Lời này nhất thời khiến mấy tên nam nữ trẻ tuổi đều lộ vẻ vui mừng. Tu vi mấy người bọn họ thật sự nông cạn, có thể không dừng mà bay tới tận nơi này đã là cực kỳ miễn cưỡng rồi. Cho dù biết rõ bây giờ dừng lại là việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ đã bất chấp chuyện này rồi. Phương hướng biến đổi, bay đến hướng vụ hải. Sương mù nơi này thật sự nồng đậm, nói không chừng chúng ta ở chỗ này có thể trốn được sự truy đuổi của tên đó cũng nên. Một thanh niên tráng kiện khoảng hai chục tuổi vừa tiến vào trong vụ hải, vừa mừng vừa sợ nói đừng vọng tưởng mặc dù không biết đối phương dùng biện pháp nào có thể theo sát chúng ta hay không nhưng chút sương mù này sao có thể giấu diếm chứ mọi người chú ý một chút xem phía dưới có đá ngầm gì đó để nghỉ chân hay không rồi sau đó ngồi xuống hồi phục pháp lực như vậy tốc độ hồi phục pháp lực sẽ nhanh hơn chút trung niên tu sĩ bác bỏ không chút khách khí làm cho trên mặt thanh niên tráng kiện hơi đỏ lên dẫn đầu phóng xuống phía dưới còn mấy người khác cũng không chậm chạp đã bám sát theo hắn ô trong này có một hòn đảo một lát sau thiếu nữ hoàng sam kinh ngạc hô lên không cần nữ nhân này nhắc nhở mấy người khác cũng đều thấy rõ dưới màn sương mù dày đặc ở đây là một hòn đảo nhỏ cho nên không khỏi chăm chú nhìn xuống nơi này sẽ không có yêu thú gì khác chứ một nữ tử tướng mạo bình thường mặc váy làm có chút sợ hãi nói hẳn là sẽ không có chuyện gì xảo hợp như vậy huống chi chúng ta cũng bất chấp nhanh lên một chút đến trên đảo hồi phục chút pháp lực đi trung niên nhân bắt đầu cũng có chút do so dự nhưng sau đó đã bình tĩnh lại quyết định đi xuống. Những người khác thấy vậy nên cũng không nói thêm gì nữa, đồng loạt nhẹ nhàng hạ xuống đảo nhỏ. Nơi nào hình như linh khí không tệ, chúng ta đến chỗ nào đó ngồi xuống đi. Người trung niên hai chân vừa rơi xuống đất, nhân tiện thả ra thần thức để cảm ứng một chút tình huống trên đảo, sau đó vui mừng lẫn sợ hãi chỉ tay nói. Chỗ hắn chỉ đúng là một ngọn núi nhỏ duy nhất trên hòn đảo. Những nam nữ này vừa nghe lời ấy tinh thần không khỏi rung lên sau đó trung niên tu sĩ không nói lời thứ hai mà dẫn đầu bay đi bốn gã tu sĩ khác cũng vội vàng theo sau hôm nay có thể khôi phục một ít pháp lực cũng có thể để cho bọn họ tránh được một kiếp cho nên họ sẽ không tự buông tha cho nơi nhiều linh khí khó có được thế này chốc lát sau mấy người đi tới một hòn tiểu sơn xanh biếc tùy ý tìm một khối đá cao hai tay nắm một khối linh thạch lúc này họ không thể chờ đợi được nữa mà khoanh chân ngồi xuống thu nạp linh khí nồng đậm bên ngoài chương 528, Thanh Linh Môn, ngoài việc có chút vị mặn từ biển thổi vào, luồn qua ngọn núi, phụ cận yên tĩnh không tiếng động nào, điều này làm mấy người trên núi càng khoan khoái, lớn mật nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định. Thời gian qua quá nhanh, một lúc lâu sau, mấy người đã phục hơn phân nửa pháp lực, sắc mặt thoạt nhìn cũng đỡ hơn rất nhiều. Trung niên tu sĩ mở hai mắt, nhìn mấy tên nam nữ một chút rồi không trần chờ nói. Đi thôi, không thể tiếp tục trần chờ nữa những thứ kia phỏng chừng cũng nhanh chóng đuổi tới rồi nói xong, hắn dẫn đầu đứng lên. Trong lòng nam nữ tu sĩ luyện khí kỳ này không muốn, tuy nhiên cũng không dám trần chờ tiếp tục ngồi ở đây nữa, họ lấy pháp khí ra, bộ dáng như muốn cùng bay lên. Nhưng đúng lúc này, bầu trời phía trên đảo nhỏ đột nhiên nổi lên những âm thanh lớn, tiếp theo phần lớn sương mù màu trắng sữa bỗng quay cuồng. Không hay, sắc mặt trung niên tu sĩ nhất thời đại biến, nam nữ tu sĩ khác lại càng kinh sợ hơn, sắc mặt tái nhợt vô cùng trong bầu trời đầy sương mù bất chợt bay ra mười mấy quái điểu màu lam thật lớn mấy quái điểu này hình thể dài khoảng một trượng trên đầu có màu đỏ mỏ nhọn móng sắc cả người phát tán ra thanh quang nhàn nhạt, nhạt bộ dáng cực kỳ hung ác xấu xí chúng nó vừa xuất hiện cũng không lập tức đánh về phía hòn đảo nhỏ phía dưới mà là bay nhanh trên không rồi bay tản ra tứ phía xung quanh nhanh chóng ngăn chặn đường thoát thân của các tu sĩ xem bộ dáng này thì có vẻ cực kỳ am hiểu cách phối hợp trung niên tu sĩ nhìn thấy vậy trái tim lại càng trầm xuống. Chạy, nhanh đến mảng rừng cây kia, chờ có cơ hội thì tự mà chạy trốn. Hắn chắc chắn cũng có chút kinh nghiệm đối phó với yêu thú giống chim như thế này, cho nên lập tức bắt những người khác cấp tốc chạy về phía rừng cây bên cạnh. Các nam nữ tu sĩ như gà con lạc mẹ, cũng không có ý kiến gì khác, đồng loạt phóng về phía đó. Quái điều thiên sơn này cũng phát ra một tiếng rú, âm thanh điếc tai, lấy mấy người này làm trung tâm, đồng loạt quây tụ lại. Nhìn thấy yêu điều hành động như vậy, thần sắc vài tên nam nữ lại càng sợ hãi tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn trong chớp mắt đã tới bầu trời phía trên rừng cây đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới thế nhưng lúc này một màn ngoài ý muốn lại xuất hiện năm người mới vừa bay đến gần rừng cây ba trượng thì đột nhiên một mảng xanh biết sáng mở nhấp nhoáng nổi lên chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời sau một trận đầu váng mắt hoa mấy người đột nhiên phát hiện cảnh vật trước mắt đã đại biến vốn rừng cây không thấy nữa mà trước mắt đã là một khu núi non cực kỳ xa lạ hơn nữa linh khí nồng đậm kinh người đập vào mặt bọn họ. Đây là ảo trận, nữ nhân mặc cẩm y màu lam cũng là nữ tu sĩ dễ nhìn nhất trong ba nữ nhân kinh ngạc hô lên. Chẳng lẽ nơi đây còn có đồng đạo nào khác ở đây sao? Thanh niên Tráng Kiện thì cực kỳ vui mừng lẫn sợ hãi nói, "Có thể, bất kể nói như thế nào, đây cũng là một cơ hội giữ mạng của chúng ta. Hy vọng ảo trận này có thể che mắt được ưng diên thú." Người trung niên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thấp giọng thì thào nói, Nghe lời này, ánh mắt những người khác không khỏi đều nhìn hướng về phía bầu trời của ảo trận. Lúc này, lũ ác điểu đang bay vòng vòng tại không trung bỗng mất đi mục tiêu, cho nên cũng náo động hết cả. Nhưng dù kêu thét điên cuồng như vậy, chúng vẫn không thay đổi phương hướng, chậm rãi hạ xuống phía dưới. Không được, xem bộ dáng ưng diên thú dường như chúng không bị ảo giác này ảnh hưởng, chắc chắn sẽ nhanh chóng đánh xuống phía núi non. Nơi này có khí thức của cấm chế, nói không chừng thật sự có đạo hữu khác ở nơi nào đó trung niên tu sĩ nghiêm mặt nói, độn quang chợt lóe liền nhanh chóng bay về phía trước. Mấy người còn lại liếc về phía sau một cái rồi cũng nhanh chóng phóng đi. Nhưng mấy người mới vừa bay được một khoảng ngắn thì đã có một tầng bạch sắc quang mang xuất hiện ngăn trở đường đi. Nhìn thấy cảnh này, trung niên tu sĩ lại không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Hắn lập tức lật tay, một truyền âm phù đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo, miệng nói lẩm bẩm rồi vươn tay, miếng phù này đã hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đã mất dạng phía sau màn ánh sáng. Những người khác thì kinh hoàng nhìn màn ánh sáng này, không dám mở miệng nói một câu nào. Một lát sau, mười mấy con quái điểu rốt cuộc tiến vào ảo trận. Phát hiện mục tiêu, chúng không chút khách khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới mấy người này một cách điên cuồng. Dưới hai cánh vẫy động, mơ hồ còn phát ra thanh quang trói mắt. Sắc mặt trung niên nhân tu sĩ trầm xuống, hắn liếc mắt một cái về phía màn ánh sáng, cắn răng thấp giọng phân phó vài câu. Vẻ mặt những người khác đều khó coi, thế nhưng đều nâng tay phóng ra các loại quang mang, xuất hiện các loại pháp khí của mình chuẩn bị cho trận đấu. Mắt thấy lũ ưng diên thú bay đến phía trên đầu mấy người, đang sắp nhanh chóng hạ xuống xé xác bọn họ thì chuyện lạ đã phát sinh. Từ trong màn ánh sáng bạc kia lại đột nhiên vùn vụt phóng ra hơn trăm cột ánh sáng, mặc dù chỉ bằng ngón tay nhưng lại sắc bén vô cùng. Chỉ chốc lát đã đánh tới lũ ưng diên thú đang phóng tới, Khiến tất cả chúng đều bị xuyên thủng thành vô số lỗ rỗng. Nhất thời âm thanh phù phù liên tiếp vang lên, những yêu thú này thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, mất mạng ngay tức khắc, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Đây là, kể cả trung niên tu sĩ và những người khác nhất thời đều mừng rỡ như điên, không khỏi quay đầu lại nhìn về màn ánh sáng. Kết quả là đầu tiên họ bị hù dọa đến giật nảy, sau đó là ngẩn ngơ. Chỉ thấy phía trong màn ánh sáng, xuất hiện 10 cự viên thân hình cao lớn. Vừa nhìn thấy vậy, mấy người này còn tưởng rằng đấy là yêu thú hiện thân tự nhiên trong lòng rét lạnh nhưng sau đó bọn họ lại cảm giác được sự bất thường tiếp tục cẩn thận xem xét một lần nữa mới phát hiện đám cự viên này có tóc đen phát sáng đúng là một cơ quan khôi lỗi mà thôi mà đám cự viên khôi lỗi này đều có hình dạng hai tay hướng phía trước hiển nhiên vừa rồi cột sáng hẳn là từ tay chúng phóng ra lúc đó mọi người mới thật sự mừng rỡ sau đó đám cự viên này vô thanh vô tức buông tay xuống tiếp theo bỗng nhoáng lên mấy bóng khôi lỗi liền biến mất chẳng thấy đâu nữa. Bọn họ thật sự nghi hoặc không thôi, màn sáng trước mặt nháy nháy vài cái rồi tự động hé ra một lối rộng khoảng một trường. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ lại càng hai mắt nhìn nhau. Tại hạ hiện đang bế quan, không tiện đứng dậy đón chào, mấy vị đạo hữu có thể tiến vào, lối nhỏ này chỉ tồn tại chốc lát, sau đó sẽ tự đóng lại đó. Một thanh âm nam nhân không chút vội vàng từ bên trong truyền ra. Nhưng thấy lời nói đó, hiển nhiên chủ nhân của trận pháp dường như không có ý định gặp mặt bọn họ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, nếu đám yêu điều đó đã bị diệt, bọn ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút, cũng không dám quấy rầy việc tu luyện của tiền bối nữa. Trung niên tu sĩ mặc dù cảm giác được đối phương không có ác ý, nhưng sao dám tiến vào trận pháp của người ta khi không biết đối phương thế nào, vì thế không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm khiến đối phương không hài lòng, nói vài câu khó nghe chút. Hắc hắc, xem bộ dáng rất cẩn thận, nhưng nếu như vậy, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại sao lại bị một đám yêu thú cấp hai này đuổi giết như vậy nam tử phát ra một trận cười khẽ bộ dáng không thèm để ý chút nào nhưng phía sau lời nói tựa hồ lại mang theo một chút ý tò mò sắc mặt trung niên tu sĩ lúc này mới buông lỏng một chút vội vàng cung kính trả lời ta là đệ tử của thanh linh môn bởi vì lần này ra biển hái chút linh dược kết quả thật sự không thể nghĩ đến đã bị đám ưng diên thú chú ý cuối cùng dọc theo đường đi bị chúng nó đuổi giết nếu không phải có tiền bối ra tay cứu giúp thì thật sự đám vãn bối đã lành ít giữ nhiều rồi sau khi lời cảm tạ của trung niên ra khỏi miêng nam tử cũng không tỏ vẻ gì chỉ là nhẹ ừm một tiếng rồi sau đó cũng yên lặng không tiếng động điều này khiến tu sĩ cũng cảm thấy chút bất an hơn cho dù tâm tình trung niên tu sĩ bất an thế nhưng cũng không dám vì vậy mà rời khỏi nơi đây nhân tiện cũng nhắc mọi người bình tĩnh một chút thanh linh môn các ngươi lúc đi có mấy người vì sao không có sự dẫn dắt của sư môn trưởng bối chẳng lẽ không biết, chỉ bằng tu vi của các ngươi mà ra biển thì thuần túy chính là tìm đường chết mà thôi. Cho dù không có tu sĩ kết đan kỳ, thì ít nhất cũng phải có mấy tên trúc cơ kỳ chứ, như vậy cũng không tới mực bị yêu thú cấp 2 đuổi giết trầm mặc trong chốc lát, bên trong trận pháp lại truyền đến âm thanh lạnh lùng của nam nhân. Sau khi nghe nam nhân nói, đầu tiên trung niên tu sĩ ngẩn ra, nhưng trần trừ trong chốc lát rồi hắn lại lộ ra nụ cười khổ. Tiền bối, thanh linh môn chúng ta chính là một môn phái nhỏ, Trước kia mặc dù cũng có một vị trưởng lão kết đan kỳ, nhưng hơn 20 năm trước đã mất mạng trong thú triều. Trong môn hiện giờ ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có mấy người trung niên tu sĩ có chút trần trừ rồi nói. Nói ra lời này, trung niên nhân cũng lo lắng liệu có phải đối phương muốn dò xét chi tiết của môn phái bọn họ, sau đó sẽ không có ý tốt gì với họ. Nhưng sau đó lại nghĩ đến tu vi kinh người của người này, nếu muốn ra tay tiêu diệt bọn họ, chỉ cần xuất động đám khôi lỗi này, thật sự căn bản không cần cố sức làm ơn như vậy. Mà nếu dùng lời lấp liếm, che che đậy đậy khiến hắn bị chọc tức thì đây mới là tự tìm đường chết. Vì thế trung niên mới đè nén tâm tình, mạo hiểm nói ra thực tình của môn phái. Hắn cũng không tin môn phái tan nát của mình còn có đồ vật gì khiến người ta nhòm ngó. Thú chiều, việc này phát sinh từ năm nào, có liên quan với yêu thú sao? Trong thanh âm nam tử đã có chút hỗn loạn mang theo vẻ kinh ngạc. Nhưng nghe lời hỏi này, tâm lý trung niên tu sĩ lại càng cả kinh những nam nữ trẻ tuổi kia lại càng hiện ra thần sắc ngạc nhiên. chương 529, lãnh mạc giữ khổ cầu. Tiền bối không biết thú chiều, xem ra tiền bối ở đây tiềm tu rất nhiều năm tháng, căn bản cũng không biết tình hình bên ngoài. Trung niên tu sĩ thở dài, sau đó khẽ thì thào nói. Nghe khẩu khí của người hình như bên ngoài không tốt cho lắm thì phải. Nam tử có chút hứng thú, mặc dù thanh âm vẫn rất lãnh đạm, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia tò mò, thế nhưng tu sĩ trung niên lại không nói gì. Tình huống bên ngoài, chẳng lẽ chỉ dùng từ không tốt là có thể hình dung sao? Xem ra đối phương thật sự là một lão quái vật bế quan chẳng biết đã bao lâu rồi, nếu không như thế nào cả đại sự phát sinh 20 năm trước cũng không biết. Chỉ là như vậy thì hắn cũng càng yên tâm hơn, lấy tu vi thân phận của đối phương, thì với mấy tiểu bối bọn họ sẽ chẳng thèm ra tay. Trên người bọn họ có thể có cái gì khiến đối phương coi trọng chứ? Nghĩ tới đây, thần sắc trung niên tu sĩ càng cung kính hơn vài phần, trả lời. Tiền bối, thú triều là chuyện của hơn 20 năm trước, lúc ấy vãn bối vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng lại nghe trưởng bối trong môn phái nói qua một chút. Nghe nói, lúc ấy trong thâm nguyên hải vực có hơn vạn yêu thú vào một ngày đã không chút dấu hiệu mà điên cuồng tiến ra. Sau đó một hơi lao thẳng tới kỷ uyên đảo, bao vây hắc thạch thành lại, rồi không ngừng điên cuồng tấn công. Mặc dù trên đảo có đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng một số tiền bối nguyên anh kỳ tỏa chấn, nhưng sau đó vẫn bị yêu thú công phá. Ngoài một số tu sĩ có thể thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thoát khỏi một kiếp nạn, còn lại mọi người dù là phàm nhân hay tu sĩ đều chết tại đó. Trung niên tu sĩ nói, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã. Có chuyện như vậy sao? Sau đó thế nào? Yêu thú có lui về thâm nguyên không? Thanh âm nam tử lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu lạnh lùng như trước. Nếu lui về thâm nguyên thì đã tốt rồi, sau khi yêu thú biến hắc thạch thành hóa thành một đống đổ nát, lại bắt đầu chia ra, dưới sự thống lĩnh của một số yêu thú cấp cao bắt đầu càn quét những thôn chấn khác. Mặc dù trước đó phần lớn đã biết tin, người dân ở các thôn chấn này đã sớm bỏ nhà cửa, ẩn nấp xung quanh, nhưng cũng vẫn có không ít phàm nhân và tu sĩ bị hạ độc thủ. Kết quả không đến nửa năm, tất cả hải vực xung quanh kỳ uyên đảo đều không còn bất cứ thôn trấn con người nào tồn tại, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ là như thế còn chưa hết, bảy yêu thú này mặc dù phần lớn quay về thâm nguyên, nhưng lại có một ít yêu thú trí tuệ cao bắt đầu truy tìm những người ẩn núp, toàn bộ bị chúng ăn hết. Nghe nói không bao lâu, con người xung quanh hải vực đó gần như không còn, tu sĩ lại tổn thất quá nửa. May mắn còn sống chỉ có thể rời xa hải vực xung quanh kỳ uyên đảo, tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà giữ mạng, trốn đông trốn tây. Hôm nay kỳ uyên đảo đã thành nơi tụ tập của yêu thú cấp cao, chỉ cần biết tin tức nhân loại nào thì chúng sẽ lập tức tiêu diệt những tu sĩ đó thần sắc trung niên bắt đầu trở nên bi thống. Mà lúc này, thanh âm của nam tử thần bí cũng một hồi lâu không truyền đến, có vẻ như cũng bị tin tức này gây khiếp sợ không nhẹ, dường như đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Hắc hắc, thật buồn cười, nói như vậy, tại ngoại tinh hải này thì tu sĩ chúng ta ngược lại giống yêu thú lúc trước, thành vai diễn bị săn giết rồi nam tử cười lạnh một tiếng, rốt cục lại mở miệng, chỉ là trong lời nói chứa ý tứ châm chọc làm cho đám tu sĩ ngạc nhiên. Có điều hình như nam tử không muốn nói thêm gì, tiếp theo lại hỏi thêm vài vấn đề. Kỳ uyên đảo có vài lão quái vật nguyên anh kỳ tỏa chấn, bọn họ không có khả năng cũng tiêu đời bởi lũ yêu thú này. Vì sao bây giờ không chủ trì đại cục? Còn nữa, kỳ uyên đảo đã xảy ra biến động lớn như vậy chẳng lẽ nội tinh hải không có phản ứng gì sao, chẳng lẽ họ không phái viện binh tới? Hay là nơi này đã hoàn toàn bị đám gia hỏa nội tinh hải vứt bỏ? Mấy vấn đề này cái nào cũng sắc bén, mỗi cái đều như châm điểm đúng huyệt vậy, cho dù trung niên tu sĩ có biết nhưng lại không có cách trả lời. vì vậy sau hồi đấu tranh tư tưởng hắn mới cẩn thận trả lời. nghe nói thú triều năm đó có hai vị tiền bối nguyên anh kỳ qua đời nhưng đại bộ phận các lão tiền bối vẫn là trốn ra được. mặc dù từ đó về sau không có tin tức về các vị tiền bối này nữa nhưng theo một số lời đồn thì các tiền bối này đang chuẩn bị một kế hoạch quay lại chiếm kỳ nguyên đảo với quy mô lớn. chỉ là nội dung cụ thể thì vãn bối không biết thế nào. mà về phương diện nội tinh hải từ ngày phát sinh thú triều lại hoàn toàn bị cắt đứt tin tức, cũng không ai biết tình hình cụ thể bên kia thế nào. Về phần viện binh lại càng không thấy, có lẽ đúng như lời tiền bối nói, nơi này đã bị nội tinh hải bên kia từ bỏ rồi sau khi nói xong câu cuối cùng, sắc mặt trung niên tu sĩ lộ ra vẻ âm trầm. Xem ra đối với sự mặc kệ không hỏi của nội tinh hải, những tu sĩ đã kinh nghiệm may mắn tồn tại qua thú triều bất chi bất giác đều có ý oán hận. Mà nam tử lại trầm lặng một chút, một lát sau mới lo lắng hỏi. Đã nguy hiểm như vậy, tiểu bối các ngươi không ở nhà ẩn nấp cho kỹ, lại mạo muội chạy đến đây, chẳng lẽ muốn tự sát sao?" Nghe lời nam tử này, trung niên tu sĩ lộ ra ánh mắt sầu khổ, nhưng chưa chờ hắn mở miệng giải thích. Một thiếu nữ áo vàng nãy giờ vẫn thành thật đứng ở phía sau trung niên thần sắc bất định, đột nhiên bước một bước tiến lên. "Tiền bối, gia phụ bởi vì tu luyện công pháp không cẩn thận, làm cho chân nguyên nghịch chuyển kinh mạch bị loạn, hôm nay tê liệt không dậy nổi." Tiền bối thần thông rộng lớn, nhất định có biện pháp để cứu gia phụ. Nếu tiền bối có thể cứu giúp gia phụ, vãn bối tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo lại đại ân của cho tiền bối. Cô gái cười mà trên mặt đầy vẻ cầu khẩn khổ đau, một đôi mắt to, hắc bạch rõ ràng đã long lanh nước mắt, bộ dáng rưng rưng muốn khóc. Vài tên nam nữ khác nghe nói thế đều là thất kinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ có vị trung niên tu sĩ nghe thấy, ngược lại trong lòng vừa độc, nhưng ngoài miệng cũng không khỏi khiển trách. Hạnh nhi, người đang nói hồ đồ gì thế? sư huynh sớm đã liệt dường nhiều năm căn bản không ai có thể chữa trị lần này ra ngoài là để tìm một ít linh dược trở về cũng chỉ là để giảm bớt sự thống khổ trên người sư huynh mà thôi tiền bối chính là pháp lực thông huyền nhưng cũng không có cách nào chữa trị trung niên tu sĩ mặc dù nói không có chút lưu tình nào nhưng trên mặt lại mơ hồ mang theo một tia thần sắc khác thường chân nguyên nghịch chuyển kinh mạch thác loạn xem ra tên gia hỏa này vọng tưởng hư danh khẳng định tu vi không đủ nhưng lại muốn mạnh mẽ tiềm tu để nâng cao một tầng công pháp nên mới có bệnh trạng này nam tử cười lạnh một tiếng sau đó lười biếng nói. Vị cao nhân này chưa tận mắt nhìn nhưng chỉ thuận miệng mà chuẩn xác phán đoán ra ngọn nguồn bệnh trạng. Điều này khiến trung niên tu sĩ hiện ra vẻ mặt vui mừng. Tiền bối thật sự là ánh mắt như đuốc, tệ sư huynh thật là bởi vì nóng lòng tu luyện mới đưa đến kiếp nạn này. Không biết tiền bối có bí pháp gì có thể cứu chữa. Trung niên tu sĩ đầu tiên là khen tặng đối phương một câu, sau đó mới cực kỳ quan tâm hỏi, xem ra hắn cùng vị sư huynh này tựa hồ có quan hệ không tệ chút nào. Điểm bệnh ấy tự nhiên không tính là gì, nhưng vì sao ta phải nói cho các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng ta sẽ vô duyên vô cớ ra tay cứu giúp sao? Nam tử dường như nhìn ra tâm tư đối phương, không chút khách khí châm chọc nói. Vừa nghe lời này trung niên tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trên mặt chỗ đỏ chỗ trắng, môi giật giật nhưng lại không phát ra từ nào khỏi miệng thiếu nữ áo vàng nghe thấy một tia hy vọng, trên gương mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, cắn răng một cái sau đó, dập một tiếng, quỳ dạp xuống trước tầng ánh sáng. Sau đó cô gái mềm mại này với vẻ mặt dứt khoát nói, vãn bối công tôn hạnh thề, chỉ cần tiền bối có thể chữa trị tốt cho gia phụ, tiểu nữ nguyện ý trở thành nô tỳ cho tiền bối, tuyệt đối không hài lòng. Nếu tiền bối vẫn còn lo lắng, vậy thì vãn bối có thể tùy ý tiền bối, người có thể hạ cấm chế, sau đó mới đi cứu trị cho gia phụ nói xong những lời này, cô gái cúi người hướng về phía màn sáng, vái ba cái sau đó thẳng tắp quỳ ở đó không nhúc nhích, nét mặt vô cùng quả quyết. Đừng xem thiếu nữ áo vàng tuổi nhỏ, nhưng nàng lại có tính cách thật sự cứng cỏi. Nhà đầu ngốc, người đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? Tiền bối có thân phận ra sao, như thế nào có thể coi trọng một nhà đầu xấu xí như ngươi? Trung niên tu sĩ thấy tình cảnh này, không khỏi kinh sợ nói. Mấy nam nữ kia chờ tình ngộ, cũng đều lại đây dùng lời lẽ khuyên ngăn. Nhưng thiếu nữ như áo vàng không thèm để ý vẫn quỷ như trước, bộ dạng nếu đối phương không đáp ứng thì quyết không chịu đứng lên. Sư thúc các người đừng nói, ta trời sinh chính là người không bình thường, mẫu thần khó khăn mới sinh ra ta, gia phụ lại bởi vì muốn dịch kinh tẩy tủy cho ta mà mạnh mẽ tu luyện tầng thứ 6 của thanh linh huyền công, vì thế mới rơi vào cảnh cả ngày nằm ở trên giường. Hôm nay chính là lúc ta phải báo hiếu, thật sự nếu có thể trị hết bệnh cho gia phụ, ta nguyện ý hầu hạ cho vị tiền bối này tuyệt đối không nói một câu oán hận sắc mặt cô gái tái nhợt lắc đầu thanh âm bình tĩnh nói nha đầu chẳng lẽ là ngươi đang ép ta ta nếu không ra tay thì chẳng lẽ người vĩnh viễn quỷ ở đây sao nam tử cười lạnh một tiếng thanh âm bỗng phát lạnh không dám vãn bối tuyệt không có bất cứ ý ép buộc nào tiền bối mới vừa rồi ra tay cứu ta một mạng công tôn hạnh đã cảm kích vô cùng nhưng gia phụ nằm trên giường không dậy nổi cũng đã tìm nhiều đồng đạo tiền bối đến cứu chữa nhưng lại không có người nào có thành công Hôm nay Hạnh Nhi nghe thấy khẩu khí của tiền bối dường như cứu chữa bệnh này chỉ là công phu nhấc tay, cho nên vãn bối mới khổ khổ mà cầu xin như vậy. Vãn bối không có ý khác, chỉ hy vọng tiền bối có thể thành toàn một phen hiếu tâm của vãn bối. Nói xong những lời này, thiếu nữ đã gần khóc, nghẹn ngào lại cúi người xuống đập đầu một cái. Bên kia màn sáng vẫn yên tĩnh không chút tiếng động, chương 530, chỉ nữ lô đỉnh, vù một tiếng, một cự viên xuất hiện bên kia màn sáng tiếp theo đi vài bước tới trước mặt thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất mới dừng bước lại. Đám người trung niên tu sĩ đều khẽ biến, mang theo một tia lo lắng nhìn chằm chằm con khôi lỗi này. Thiếu nữ áo vàng thì mở to đôi mắt ửng đỏ chứa vẻ mờ mịt nhìn về phía cự viên. Ta không quản ngươi nói giả dối, hay là đáng thương. Nhưng ta cũng không làm chuyện mà không có lợi, ta xem ngươi vẫn là xử nữ. Vừa lúc tại hạ cũng tu luyện đến bình cảnh, có lẽ mượn lực xong tu có thể lại có đột phá. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi ba viên trí nguyên đan trong tiểu bình này, cái đó cũng đủ để cứu chữa bệnh tình của phụ thân ngươi, nhưng chỉ là cho đám đồng môn của ngươi đem về, còn ngươi phải tiến vào trong trận pháp. Tại hạ vẫn thường không ép buộc người khác, cũng không lấy lớn khinh nhỏ, nếu không muốn, hiện tại các ngươi có thể rời đi, coi như chưa từng gặp mặt lão phu lời nói lạnh như băng của nam tử truyền đến, thật sự không có chút tình cảm nào. Mà lúc này bàn tay cử viên khôi lỗi xòe ra, lộ một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng đưa đến trước mặt thiếu nữ đang quỳ kia. Thiếu nữ vừa nghe nói thế không khỏi giật mình, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết hàm nghĩa của song tu cùng lô đỉnh là gì. Khuôn mặt xinh xắn vốn đang tái nhật không khỏi hiện ra màu đỏ ửng đến mê người, thế nhưng nàng không hề trần trừ mà lập tức đáp ứng. Được, chỉ cần thật sự có thể làm cho gia phụ hồi phục như lúc ban đầu. Vãn bối tự nguyện làm lô đỉnh cho tiền bối nói xong lời này, thiếu nữ đưa tay cầm lấy bình ngọc, sau đó chậm rãi đứng lên. Hạnh nhi, sao người có thể làm như thế? ta trở về biết nói thế nào với sư huynh đây trung niên tu sĩ vừa nghe thiếu nữ nói thế như bị dọa giật mình vội vàng lớn tiếng quát thiếu nữ dừng lại bốn nam nữ khác khi nghe thấy cũng biến sắc đều lên tiếng khuyên can sư thúc ngươi xem thử những đan dược trong bình này liệu có hữu dụng với gia phụ hay không thiếu nữ không đáp ứng khuyên nhủ của trung niên mà lại ném bình ngọc cho đối phương thần sắc bình tĩnh dò hỏi ngươi ai trung niên tu sĩ tiếp nhận bình ngọc nhìn khuôn mặt xinh xắn không chút thay đổi của thiếu nữ Bất đắc sĩ thở dài một tiếng, biết khó có thể khiến đối phương thay đổi, chỉ có thể với sắc mặt âm trầm mà mở bình ngọc lấy ra một viên đan dược màu lam. Một mùi thơm đặc biệt nhất thời tràn ngập ra, tất cả người thấy mùi thơm ngát này đều khiến tinh thần họ rung động, cảm thấy thể xác và tinh thần đều cực kỳ sảng khoái. Đây là đan dược được luyện chế từ yêu đan. Trung niên nhân người thấy mùi thơm mát nó cũng kinh nghi, tiếp tục đưa đan dược đến gần mũi người người rồi mới giật mình vui mừng hô. Dùng yêu đan để luyện chế sao? Chí nguyên đan này thật sự có thể chữa trị bệnh tình của gia phụ sao? Hiếu nữ có vẻ quyết tâm dị thường, chỉ bình tĩnh hỏi một tiếng. Ta mặc dù không biết cụ thể đan dược này có công hiệu là gì, nhưng nó tuyệt đối là vật cực kỳ chân quý, chắc chắn không phải giả sắc mặt trung niên tu sĩ phức tạp nhưng sau một lúc trần chờ thì vẫn nói ra một câu. Đa tạ sư thúc cho biết, như vậy hạnh nhi yên tâm rồi, còn muốn làm phiền sư thúc đem đan dược này về, nhân tiện nói cho gia phụ, Hãy coi như cuộc đời này chưa từng có loại nữ nhi bất hiếu này thiếu nữ thở dài một hơi, sau đó mắt đỏ lên, quay người không nhìn lại phía sau mà chạy thẳng vào trong màn sáng. Trung niên tu sĩ thấy vậy, thần sắc biến đổi mấy lần, há mồm vài lần nhưng rồi lại không thể nói ra, ngược lại bình ngọc trong tay được nắm chặt lại. Lúc này cử viên khôi lối cũng theo sau quay trở lại màn sáng, nguyên màn sáng vừa được hé ra nay chậm rãi khép lại. Sư thúc, thật sự để công tôn sư muội trở thành lô đỉnh cho người khác sao? thanh niên tráng kiện với vẻ mặt lo âu, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói. Hai thiếu nữ còn lại thần sắc cũng không tốt, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, sư muội các ngươi đã quyết tâm rồi, căn bản chúng ta không thể ngăn cản. Huống hồ đan dược của vị tiền bối này thật sự có khả năng trị hết binh cho trưởng môn. Vì nghĩ cho thanh linh môn ngày sau, ta cũng không có cách ngăn trở trung niên tu sĩ thần sắc buồn bã, thấp giọng mà nói. Nhưng cũng không thể để sư muội làm lô đỉnh, như vậy không phải sẽ hủy cuộc đời của sư muội sao? Trên mặt thanh niên đã ửng đỏ, vẫn không chịu buông tha mà nói. Lý Sư Điệt, ta biết ngươi cùng hạnh nhi từ nhỏ cùng lớn lên, thân như huynh muội nhưng bây giờ đã không có cách nào thay đổi nữa rồi khóe miệng trung niên tu sĩ giật giật, vẻ mặt mâu thuẫn với lời nói. Sư Thúc, công tôn sư muội bị truyền đi rồi nữ tử áo làm đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Trung niên tu sĩ cùng thanh niên tráng kiện vừa nghe nói thế, cũng vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy phía trong màn ánh sáng chợt sáng lóe lên, thân hình thiếu nữ đang trong đó dần dần trở nên mơ hồ không thấy rõ nữa. Một lát sau ánh sáng nhòa đi rồi biến mất, không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu nữa, chỉ thấy vài chiếc lá rơi cô đơn lạc lõng. Thanh niên tráng kiện vừa thấy vậy, nhất thời giống như bong bóng bị thủng, hai tay ôm đầu mà ngồi trồm hổm trên mặt đất, ngẩn ra không nói một lời nào. Mà trung niên tu sĩ thì không nói gì nắm lấy vai thanh niên an ủi một chút. Sau nửa canh giờ, mấy người mới rời khỏi đảo nhỏ, bay khỏi màn vụ hải này thiếu nữ áo vàng bị màn sáng mở bao vây sau đó một trận đầu váng mắt hoa rồi bị cấm chế truyền tống đi chờ nàng hồi phục như lúc bình thường bản thân đã đứng cạnh một tiểu sơn cốc xa lạ hai sườn đều áp vào núi đá phía trước còn lại là một cửa đá màu xanh cao chừng mấy trượng thiếu nữ nhìn quanh mọi nơi một lần tâm lý trần trừ một lúc thật sự không biết nên làm thế nào cho phải thì hào quang chợt lóe lúc này cự viên khôi lỗi mới xuất hiện phía sau cự viên căn bản không để ý tới thiếu nữ mà bước đi về hướng thạch môn hai tay mạnh mẽ đẩy ra, tảng đá ở đại môn dễ dàng được mở hướng vào bên trong. Người gọi là công tôn hạnh đúng không? Hãy đi cùng khôi lỗi này tiến vào động phủ, đợi hai ngày, sau khi ta bế quan xong sẽ ra thanh âm nam tử xuất hiện rồi lại thần bí biến mất. Thiếu nữ áo vàng lúc này mới cắn đôi môi đỏ mọng mà tiến vào sau cửa đá. Đi theo cửa viên khôi lỗi, quẹo trái rẻ phải trong chốc lát, thiếu nữ đã đi đến một gian thạch thất rộng mấy trượng. Gian thạch thất này, có một chiếc giường không biết được làm từ vật liệu gì, một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Cự viên dẫn đến đó, rồi rời khỏi phòng, để lại thiếu nữ không biết phải làm thế nào, kinh ngạc đứng đợi tại đó. Thiếu nữ đánh giá hết thảy mọi thứ trong phòng, nhân tiện nhìn về bên ngoài phòng, thạch môn cũng không đóng, dường như có thể tự do ra vào. Nhưng thiếu nữ sau khi suy ngẫm lại thì vẫn chậm rãi ngồi trên mép giường, bắt đầu chống tay vào cầm ngẩn ngơ suy nghĩ. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng sau khi nghĩ đến việc sau này song tu và những lời đồn về cuộc sống của lô đỉnh khiến tâm lý nàng tự nhiên thấy sợ hãi huống hồ bây giờ nàng lẻ loi một thân một mình ở nơi xa lạ này càng khiến nàng có cảm giác kinh sợ sau một canh giờ thiếu nữ ngừng suy nghĩ miên man nhìn sang thông đạo phía ngoài phòng nỗi do dự bắt đầu nổi lên một lát sau nàng đứng dậy rồi lặng lẽ ra khỏi phòng ra khỏi thạch thất dọc theo con đường nhỏ sau khi đi một lúc nàng thấy một đại sảnh giống như thính đường có rất nhiều cửa một trong số đó chính là thông đạo mà nàng đã tiến vào nhưng làm cho thiếu nữ lưu ý là tại bên cạnh các cửa đều có một cự viên đứng thẳng tắp chúng không nhúc nhích giống như vật chết vậy nữ nhân nhướng lông mi dài của mình nhân tiện thử đi tới một cánh cửa để thăm dò nhưng không chờ nàng đến gần nơi này cự viên bên cạnh thân hình vô thanh vô tức chợt lóe, mặt không chút thay đổi ngăn trở đường đi thiếu nữ có chút sợ hãi lui từng bước về phía sau còn cự viên lại lạnh lùng mà quay về chỗ cũ Đôi mắt đen láy của thiếu nữ chuyển động, lần nữa tiến lên thử dò xét, khôi lỗi cũng tiến lại ngăn cản như trước. Công tôn hạnh giờ phút này đã rõ ràng, phía trước không phải là nơi nàng có thể tiến đến. Vì vậy nàng mới chuyển sang cánh cửa khác mà đi. Lúc này đây, cự viên bên cạnh không hề nhúc nhích, điều này khiến trong lòng thiếu nữ được thả lỏng, trực tiếp đi qua cửa. Sau khi đi qua một hoa viên nhỏ, nàng tới trước một thạch môn đang đóng chặt. Thiếu nữ vài bước đi tới trước cửa, tò mò dùng tay đẩy, thạch môn dễ dàng bị đẩy ra. Hạnh Nhi dùng ánh mắt trong suốt lướt qua trong phòng, bên trong rất sạch sẽ. Một loạt ngọc giản đủ màu sắc được xếp trong thạch đài. Bên cạnh còn có một cái ghế đá, vài bồn cây cỏ xanh biếc, có vẻ u tính dị thường. Thiếu nữ sờ sờ chiếc miệng nhỏ đáng yêu của mình, không có suy nghĩ nhiều mà đi vào. Sau đó đi tới bãi đá, tùy ý cầm lên một khối ngọc giản màu đỏ, thâm nhập thần thức vào trong đó. Đây là một chương giới thiệu về tri thức trận pháp, thiếu nữ trong lòng cũng không có hứng thú, chỉ một lát đã rút thần thức khỏi nó rồi đem để ngọc giản lại chỗ cũ. Sau đó lại cầm một ngọc giản màu trắng, lần nữa dùng thần thức xem xét. Lúc này lại là một điển tịch giới thiệu về đạo luyện khí, thiếu nữ tự nhiên cũng không có ý định nhìn kỹ, tiếp tục thu hồi thần thức lại. Có điều, hai lần đọc ngọc giản mà nội dung cũng không giống với nhau, cho nên khiến thiếu nữ không khỏi tò mò, lại liên tiếp cầm lấy ba bốn cái khác nhất nhất xem thử. Trường 531, Tặng Bảo Ngọc Giản phía trước phân biệt giới thiệu yêu thú cùng cách điều chế đan dược nào đó, thiếu nữ bỏ qua rất nhanh. Nhưng khi thần thức chứng kiến nội dung bên trong một Ngọc Giản thì người nàng không khỏi giật nảy. Bên trong đúng là một thứ gọi là công pháp tu luyện kim chân công. Nàng tò mò nên đã xâm nhập xem trong chốc lát, sau lập tức bị nội dung bên trong hấp dẫn, tay cầm Ngọc Giản xem sau gần nửa canh giờ, mới kinh ngạc mà rút thần thức rời khỏi, vẻ mặt run rẩy. Kim chân công này đúng là một đỉnh cấp công pháp của cả môn phái, nhưng khẩu quyết công pháp này lại có thể tùy ý vứt trên thạch bàn mà không có bất kỳ cấm chế gì để bảo hộ. Thiếu nữ mặc dù biết giá trị của công pháp này, nhưng sau khi trần trừ trong chốc lát, nàng vẫn lưu luyến để ngọc giản lại chỗ cũ, chỉ là cảm thấy hứng thú nên tiếp tục xem xét. Chừng nửa ngày sau, thiếu nữ đã xem hết tất cả ngọc giản trên thạch bàn qua một lượt, bên trong phần lớn đều là dính dáng đến đan dược, trận pháp, các loại điển tịch tu tiên, chỉ có số ít còn lại là một ít pháp quyết tu luyện, nhưng không cái nào mà không phải là đỉnh cấp cả trong đó có một môn gọi là triền ngọc quyết công pháp này khiến nữ nhân không khỏi động tâm thanh linh môn tại loạn tinh hải chỉ là một môn phái rất nhỏ chỉ chủ yếu tu luyện công pháp trung cấp mà thôi thanh linh công cũng là một loại công pháp dạng hơi khá chút mà thôi uy lực căn bản không thể so sánh nổi với triền ngọc quyết này thiếu nữ xem hết ngọc giản này lại ngẩn người trong phòng một lát sau đó mới nhớ tới còn có các nơi khác chưa xem qua vì vậy sau khi tính toán một chút nàng mới rời khỏi nhà đá một lần nữa trở lại đại sảnh Ba cửa vòm khác cũng đều có cử viên thủ vệ bên ngoài, nhưng vẫn có một lối có thể cho nàng đi vào. Kết quả thiếu nữ đã đi vào cửa này, đi tới trước một gian đại sảnh bằng đá. Lần này thiếu nữ vừa tiến vào cửa sảnh liền lập tức kinh ngạc đến ngây người, thân thể đứng tại chỗ hồi lâu mới di chuyển một chút. Tại trước mặt nàng chính là một đại sảnh chừng 20 trượng, giữa sảnh đường có một pháp trận có đường kính chừng 10 trượng. Từ trong pháp trận phun ra một tầng hào quang màu hồng trong suốt, liên tục biến ảo, có vẻ cực kỳ lộng lẫy. Ở trong màn hào quang này có mười mấy đồ vật khác nhau, có tiểu kiếm, giáo ngắn. Đồ vật ở bên trong không ngừng lập lè, hơn nữa thậm chí còn nghe rõ ràng âm thanh vi vút xé gió, chạm vào nhau như truy đuổi, mỗi cái đều cực kỳ thông linh. Ở ngoài màn hào quang, vách tường bốn phía có đặt mấy tầng giá gỗ, mỗi một tầng cũng đặt rất nhiều pháp khí hình dáng không giống nhau. Cho dù những pháp khí này không có linh tính mười phần như pháp khí trong màn hào quang nhưng mỗi cái đều lập lè sáng, linh khí hiện ra trên bề mặt thiếu nữ trước kia chưa từng gặp qua, nhưng cũng biết trong màn hào quang những đồ vật có linh tính như thế, cũng chỉ có pháp bảo trong truyền thuyết mà thôi. Đáng thương cho thiếu nữ mặc dù đã thích pháp bảo lâu lắm rồi, nhưng trước mắt một lúc lại xuất hiện nhiều như thế ngược lại làm cho nàng thật sự có chút khó tin, một đôi mắt to đen tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một hồi lâu sau, thiếu nữ mới hồi phục trạng thái bình thường, dùng ánh mắt của quái nhìn vào bên trong màn hào quang vài lần, trần trừ đi đến một giá gỗ tùy ý từ trên giá gỗ cầm lấy một pháp khí thiết thước màu đen thoáng xem xét vài lần, liền phát hiện vật được đặt một cách rất tùy tiện như vậy mà cũng đã là một kiện thượng phẩm pháp khí. Nhưng có lẽ lúc trước đã kinh hãi quá nhiều rồi, nên lúc này thiếu nữ cũng không lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc nữa. Tiếp theo nàng nhất nhất xem qua một lần, trên giá gỗ ngoại trừ thượng phẩm pháp khí thì cũng đều là đỉnh cấp pháp khí, căn bản không có các loại pháp khí cấp thấp tồn tại. Nếu trước đây thiếu nữ chỉ cần lấy được một trong số các kiện pháp khí ở đây thì đã nhảy nhót vui mừng không thôi. Nhưng hôm nay nhìn trong phòng chứa nhiều pháp bảo cùng gần trăm pháp khí, thiếu nữ lại nhớ tới chính mình thân là Lô đỉnh, thần sắc không khỏi buồn bã rời khỏi phòng. Hai ngày sau, thiếu nữ ở trong thạch thất chứa ngọc giản, ngồi ở chiếc đôn đá, tay cầm một khối ngọc giản, đang dùng thần thức nghiên cứu, vẻ mặt chăm chú, dường như hoàn toàn bị thứ bên trong ngọc giản hấp dẫn. Trên ngọc quyết này đích xác thích hợp cho nữ tử tu luyện, mặc dù ta lấy được từ một trên người gã nam tử một thanh âm nam tử ôn hòa đột nhiên từ cửa truyền đến. Thiếu nữ nghe vậy, thân thể chợt run nhẹ, tiếp theo thu thần thức lại, nhanh chóng đứng dậy rồi nhìn về phía sau. Chỉ thấy một vị thanh niên mặc lam bào, tướng mạo bình thường đang đứng ở ngoài cửa cười cười nhìn vào. Người, người là tiền bối nọ, công tôn hạnh do dự đứng lên, mặc dù thanh âm có chút tương tự, nhưng thanh niên trước mắt với thần sắc rất bình thản, tuổi thật sự còn rất trẻ, so với trong tưởng tượng của nàng thật sự chẳng giống chút nào. Với kinh nghiệm khiếp sợ lúc trước, thiếu nữ tự nhiên tưởng tượng vị này là tiền bối, một vị lão giả với bộ dáng thần thông quảng đại, đạo pháp thông huyền. Thậm chí nàng còn có chút bất an, sợ vị này hỉ nộ vô thường, tính tình quái dị. Thì sao, ta không giống sao chứ? Vị thanh niên nam tử này tự nhiên là hàn lập tiện thể vừa xuất quan đi vào thạch thất. Tiền bối, công pháp này ta, không biết vì sao, thiếu nữ vừa nghe hàn lập thật sự là vị cao nhân phát ra thanh âm kia, trong lòng nhẹ thở dài một hơi, nhưng lại lắp bắp muốn nghĩ cách giải thích chuyện trước mắt này. Không việc gì, ta không cấm người tiến vào nơi này ta nhân tiện cho phép người tùy tiện chọn lựa công pháp hàn lập ôn hòa nói vậy thì xin đa tạ tiền bối thiếu nữ vừa nghe lời này không che giấu cao hứng trong lòng lộ ra vẻ vui mừng hớn hở nhìn bộ dáng vui mừng nhảy nhót của thiếu nữ trong mắt hàn lập hiện lên một tia lơ đãng mà dịu dàng ta cũng lâu rồi không ra ngoài không biết công tôn cô nương có biết ở vùng hải vực này có nơi nào có thể mua bán trao đổi vật phẩm được không hàn lập mỉm cười sau đó tùy ý hỏi thăm nói về mua bán đồ vật thì cách nửa tháng lộ trình về hướng nam có một tiểu hoang đảo ở nơi này có một phường thị tu sĩ phụ cận đều tới đó trao đổi đồ vật nghe nói là do mấy vị kết đan kỳ tiền bối liên thủ thành lập coi như cũng được an toàn tiền bối có muốn bản đồ hải vực không thiếu nữ nhớ tới cái gì đó thu nụ cười lại lén nhìn hàn lập một cái sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói ta thật sự muốn đến đó có hải đồ tự nhiên là rất tốt hàn lập không khách khí thoải mái nói thiếu nữ vừa nghe lời này Tay chân một trận luống cuống, rốt cục lấy từ túi chữ vật ra một khối ngọc giản, trên mặt ửng đỏ mà đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập cười khẽ, đồng thời tiếp nhận ngọc giản, nhìn vẻ mặt non nớt đang đỏ hồng của thiếu nữ, trên nét mặt cũng hiện lên vẻ khác thường. Bỗng nhiên vươn một bàn tay, vuốt lên mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Thân thể công tôn hạnh khẽ run lên, tâm lý có chút sợ hãi, nhưng cũng không có trốn tránh. Chỉ là theo bản năng mà rụt chiếc cổ trắng nõn lại một chút. Lúc này bên tai lại truyền đến thanh âm ôn nhu của Hàn Lập. Không cần sợ hãi, buổi tối đến phòng ngủ của ta, đừng quên. Hàn Lập nói xong thế, không tiếp tục trần chờ, rời khỏi thạch thất. Mà công tôn hạnh vừa nghe ngôn ngữ ám muội này thì chống ngực đập không thôi, trên mặt ửng đỏ, lộ ra bộ dáng đáng yêu vô cùng. Đến buổi tối, thiếu nữ tâm tình phức tạp đi tới bên ngoài phòng Hàn Lập, khẽ cắn môi đỏ mọng rồi đẩy cửa đá. Nhưng tình cảnh bên trong lại khiến nàng cảm thấy ngoài ý nghĩ. Bên trong trống trơn, cũng không hề có một bóng người. Chỉ có trên bàn đá đặt một chiếc khăn lụa, công tôn hạnh trần trừ một chút, nghi hoặc đi về phía trước, cúi đầu nhìn kỹ. Lòng hiếu của ngươi rất đáng quý, động phủ này ta tặng cho ngươi. Không nên dễ dàng chiêu chọc người khác để tránh mang tới họa sát thân. Ngươi tự thu xếp đi, chỉ những từ ngắn ngủn không đầu không đuôi nhưng lại làm cho thiếu nữ hoàn toàn giật mình, trong lòng lưu lại một trận mờ mịt cùng cảm giác nói không nên lời. Lúc này, Hàn Lập sớm đã rời xa hòn đảo nhỏ ngàn dặp, đang hóa thành một đạo cầu vồng phi độn trên trời cao. Nghĩ đến thì nha đầu hẳn là vẫn đang mờ mịt, cho dù người nào đó vô duyên vô cớ gặp phải tình huống như vậy cũng phải ngạc nhiên hồi lâu trong độn quang, Hàn Lập với vẻ mặt cười thoải mái thầm nghĩ. Khi hắn rời khỏi vụ hải, thì trong động phủ ngoài lưu lại ngọc giản triền ngọc quyết cùng với số lượng lớn pháp khí không cần thiết ra, hắn còn cố ý lưu lại vài bình đan dược cùng hai kiện pháp bảo trước kia đoạt được cho thiếu nữ. Mấy thứ này sẽ khiến thiếu nữ trên con đường tu hành sau này giảm được không ít đường vòng. Có thể làm cho một kẻ như Hàn Lập lại hào phóng như vậy thật sự không phải do hắn đột nhiên thương hoa tiếc ngọc, mà là thiếu nữ Hạnh Nhi này có thể xả thân cứu cha. Đó thật sự đã khiến Hàn Lập có vài phần tính trọng. Nếu thật sự nói Hàn Lập bước trên con đường tu tiên tiếc cái gì nhất thì đó chắc chắn là chuyện không thể phụng dưỡng cha mẹ. Mặc dù trước khi rời khỏi Quê quán, hắn đã âm thầm an bài hết thảy mọi chuyện trong nhà. Nhưng như vậy cũng không thể bỏ được sự mất mát cực lớn trong lòng hắn. Hơn nữa thấy thân ảnh non nớt của thiếu nữ càng làm cho Hàn Lập phảng phất nhìn lại được bóng dáng tiểu muội trước khi xuất giá. Hắn lúc đó mới cố ý lấy lô đỉnh nói đùa lưu lại thiếu nữ này, muốn dành cho nàng một ít chỗ tốt. Đương nhiên pháp khí cùng pháp bảo lưu lại cho nữ nhân này thì cũng chỉ là những thứ chẳng có chút hữu dụng nào đối với bản thân Hàn Lập. Nếu mang trên người thì thật sự chỉ vô dụng, tốt hơn hết là nhân cơ hội mà tặng cho thiếu nữ này trợ giúp cho nàng có thể tu luyện xa hơn trên con đường tu hành một chút mà thôi. Nữ nhân này về linh căn cũng thực sự không tính là rất tốt. Về phần động phủ ở trên hòn đảo này, Hàn Lập cũng chẳng phải vì mấy người này đến mà đã quyết định sớm từ trước, đợi khi bế quan xong hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi. Nếu không, Hàn Lập cũng sẽ không để cho đám trung niên tu sĩ dễ dàng rời đi như vậy. Mình không biết cách ẩn bài, mót sửa dùng nhé. chương 532, Viện Thủ Diệt Yêu. Sau khi Hàn Lập tiến vào kết đan trung kỳ, Hắn còn tiếp tục ở bên trong mật thất bế quan hơn 20 năm mới xuất quan. Trong lúc đó hắn cũng không ăn hết tất cả dược vật, vẫn còn giữ lại một bộ phận nhỏ ở trong túi chữ vật. Đây cũng không phải là hắn không chịu nổi tịch mịch, không chờ đan dược toàn bộ luyện hóa đã nóng lòng muốn đi, mà là tại lúc tu luyện đến gần kết đan hậu kỳ, rốt cục gặp phải bình cảnh trong tu hành. Không đột phá được bình cảnh này thì cho dù tiếp tục dùng nhiều linh đan thì tu vi cũng khó có thể tiến thêm. Mà phương pháp đột phá chướng ngại thì phải xem cơ duyên tạo hóa cùng đặc điểm của công pháp mới được, trên cơ bản không có quy luật nào. Bất quá các tu sĩ trước đây gặp phải giai đoạn này, có khi đang đả tọa luyện khí thì tự đột phá, có khi đang du lãm sơn thủy cũng có cảm giác đột phá, còn có trường hợp đang tranh đấu sanh tử lại đột phá ngoài ý muốn. Thế nên, Hàn Lập tự nhiên không muốn tốn nhiều thời gian vào việc bế quan, chuẩn bị ra đi tìm bạn yêu thảo trong lời đồn đại kia, cũng xem xem liệu trong lúc xuất ngoại có thể gặp cơ duyên xảo hợp để đột phá bình cảnh hay không. Bởi vì không biết phải cần thời gian bao lâu mới có thể có được thu hoạch, cho nên Hàn Lập tự nhiên không dám để cửu khúc linh sâm ở lại phủ trong thời gian dài. Bởi vậy nên hắn cũng định bỏ hòn đảo nhỏ trong vụ hải này. Về phần cửu khúc linh sâm, cách mỗi một đoạn thời gian phải dùng thổ thạch khí điều dưỡng, cái này kỳ thực lúc trước khi tu vi Hàn Lập chưa tiến vào kết đan trung kỳ thì có chút phiền phức. Nhưng bây giờ sau khi tiến vào kết đan trung kỳ, thì đây chẳng còn là thứ khiến hắn buồn phiền nữa. Hàn Lập đã có năng lực lấy tinh khí từ trong thổ thạch rồi rót vào bên trong bản thể của Linh Sâm, cam đoan nó vẫn bình yên vô sự. Phương hướng phi hành lúc này của Hàn Lập đúng là hướng phường thị mà cô gái đã nói. Cũng chỉ có tại nơi tu sĩ thường xuyên lui tới như thế mới khiến Hàn Lập có cơ hội biết được tin tức của yêu thú cấp 8. Đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp nào để tìm được bạn yêu Thảo. Về phần từ trong phường thì có thể trực tiếp mua được Linh Thảo đang cần, căn bản Hàn Lập chưa từng nghĩ là sẽ có chuyện tốt chờ đợi sẵn như vậy. Hàn Lập độn quang với tốc độ cực nhanh, mặc dù cô gái nói đến phường thị trên hòn đảo nhỏ đó phải mất lộ trình nửa tháng, nhưng dưới toàn lực di chuyển của hắn thì chắc cũng chỉ mất có mấy ngày mà thôi. Hai ngày sau, khi Hàn Lập đang toàn lực phi hành trên biển, xa xa đột nhiên phóng ra một đạo hồng quang, phía sau còn có mấy đoàn khí xám trắng điên cuồng đuổi theo. Hàn Lập thấy tình hình này, hai hàng lông mày vẫn lơ đãng nhíu lại. Theo sau tâm niệm hắn vừa động, trong miệng một đợt chú ngữ trầm thấp không nghe rõ xe gió truyền ra tiếp theo trên người truyền đến những tiếng nổ nhỏ thanh âm dồn dập mà dày đặc đồng thời một đoàn thanh quang di động trên khuôn mặt một lát sau thân hình hàn lập bỗng nhiên rút đi khoảng một thốn khi thanh quang tản ra hé lộ một khuôn mặt màu vàng lạ lẫm đây đúng là một trong các bí thuật của huyền âm kinh mà hàn lập tận lực tu luyện khi đang bế quan hoán hình quyết bí thuật này chẳng những có thể tùy ý kéo dài rút ngắn các bộ phận của thân thể hơn nữa còn có thể khống chế nới lỏng cơ thể trong nháy mắt thay đổi ra thịt nhan sắc Tuyệt đối là đỉnh cao của thuật thay hình đổi dạng. Theo Hàn Lập Phỏng Trưng, loại công pháp này tuyệt đối không dưới vài loại mật thuật dịch dung khác, thế nhưng kể cả đối mặt với thần thức của tu sĩ thì cũng không dễ bị nhìn thấu, cho nên nó mới được xếp vào trong Huyền Âm Kinh. Mật thuật này có khuyết điểm duy nhất chính là một khi thi triển thì sau đó toàn bộ thân pháp lực nhiều lắm cũng chỉ dùng được 7 thành. Một khi sử dụng vượt qua 7 thành pháp lực khi cùng người tranh đấu, lúc đó hiệu quả của hoán hình quyết sẽ biến mất, làm cho người đó khôi phục hình dáng ban đầu. Có Điều Hàn Lập cũng không thèm để ý điểm này, một khi hắn đã quyết định giấu giếm thân phận thì hơn phân nửa là không muốn triển lộ thực lực chân chính. Hạn chế tu vi đối với hắn thực sự cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngay lúc Hàn Lập mới vừa sửa đổi lại khuôn mặt xong, đạo hồng quang nọ cũng phát hiện chỗ của Hàn Lập, giống như bắt được vật cứu mạng, phóng thẳng như điên về bên này. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập rứt khoát dừng độn quang lại, khẽ thở dài đứng tại chỗ. Không phải vì phiền toái tìm tới cửa khiến hắn thở dài. Mà là hàn lập cảm giác được người chạy trối chết kia, mà kệ vì qua đường này liệu có năng lực cứu hắn hay không, mà ý niệm kiểu trước hết cứ tới kéo hắn cùng xuống nước cái đá, cũng không hề có chút do dự, bay thẳng đến bên này mà đến. Xem bộ dáng tâm tính thật sự không có gì đặc biệt. Về phần vài đoàn khí xám trắng phía sau, rõ ràng là vài yêu thú cấp 3, 4. Điều này làm cho hắn lại nhớ tới lòng hiếu của công tôn hạnh mà cảm động tới mình, đột nhiên lại vừa cảm giác được lòng người thật đúng là cực kỳ phức tạp thật sự không thể vơ đúa cả nắm được. Vị đạo hữu này, xin cứu mạng, tại hạ hoàng minh lễ chắc chắn sẽ tạ ơn của đạo hữu bên trong độn quang màu đỏ, một vị lão giả khô gầy, mặt rơi mắt chuột không chờ bay đến trước người hàn lập, vẻ mặt khủng hoảng lớn tiếng cầu cứu. Hắn cũng cơ trí, mặc dù còn chưa thấy rõ tu vi của hàn lập, nhưng thấy đối phương với bộ dáng trầm ổn như núi Thái Sơn thế kia, nhất thời biết mạng nhỏ có thể được cứu rồi. Hàn lập thần sắc như thường, mắt thấy lão giả bay đến trước mặt, mới lười biếng khoát tay. Năm đạo kiếm mang màu xanh nhạt rời tay, lập tức ngăn năm yêu thú phía sau lại, quần đấu cùng một chỗ. Lão giả thấy vậy, lúc này mới mừng rỡ thở phào một hơi, cũng thả ra một đạo pháp khí vòng lửa đồng loạt công kích năm yêu thú kia. Hàn Lập nghiêng mắt nhìn lão giả một chút, vị này tu vi đã gần đến cảnh giới kết đan kỳ giả đan, chẳng trách dưới công kích của nhiều yêu thú cấp 3, 4 như vậy mà còn có thể giữ được tính mạng. Sau đó Hàn Lập quay đầu lại chỉ huy vài đạo kiếm khí chậm rãi vây khốn mấy yêu thú hắn cũng không vội vàng hạ sát thủ khiến bại lộ tu vi. Có điều ngay cả như vậy cũng làm cho tiểu lão đầu ở một bên tinh thần đại chấn hẳn lên, điều khiển kiện pháp khí hỏa thuộc tính hung hăng đánh tới, giống như đánh cho dưới nước vậy. Tiếp tục trong chốc lát, Hàn Lập cảm giác được thời gian đủ rồi, mới huy động thanh nguyên kiếm quang, từng cái chém giết mấy yêu thú này. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, tiền bối hình như muốn đi tới Nam Lê Đảo Phường Thị phía trước sau. Tiểu lão nhi lúc này không cần xem xét tu vi Hàn Lập, cũng biết đối phương khẳng định là tu sĩ kết đan kỳ bởi vậy cực kỳ cung kính tiến lên thi lễ cười nói bồi tiếp hắn không sai ta là muốn đi phường thị trao đổi vài thứ hàn lập bất động thanh sắc gật đầu vậy tiền bối cũng không cần đi đâu đi cũng là một chuyến tay không mà thôi đôi mắt nhỏ của hoàng minh lễ chấp vài chấp đột nhiên cười khổ mà nói chuyện gì xảy ra hàn lập thần sắc vừa động có chút ngoài ý muốn hỏi lại mấy ngày trước phường thị nam lê đảo bị một ít yêu thú cấp thấp trong lúc vô ý phát hiện mặc dù ngay tại chỗ chém giết đại bộ phận yêu thú, nhưng ngày hôm sau một số yêu thú thoát đi đã đưa tới rất nhiều yêu thú cấp 4, 5. Các tu sĩ trong phường thì tổn thương không ít, bất đắc dĩ chia nhau phá vòng vây. Tại hạ chính là một thành viên trong đó, chỉ có điều không nghĩ tới, tại nửa đường lại bất ngờ gặp phải đội ngũ yêu thú này đánh tới trước mặt vị kết đan tu sĩ hàn lập này, tiểu lão nhi cẩn thận giảng giải. Theo như lời nói, thì thật sự tại hạ đi một chuyến vô ích sao. Hàn lập nhướng mày, thần sắc âm trầm, cái này, tiền bối nếu là thật sự muốn mua bán vật gì, vậy tiểu lão nhị thật ra có thể giới thiệu một chỗ khác. Ở đó đồ vật tuyệt đối đều là chân phẩm, chỉ có thể là tu sĩ đã ngoài chút cơ kỳ mới có thể đi vào. Có điều phường thị này cần phải có người quen dẫn tới mới có thể tiến vào. Hơn nữa địa điểm của phường thị thường xuyên thay đổi, tiểu lão nhị bất tài, nhưng cũng có tư cách dẫn người tới. Tiền bối nếu muốn đi, vãn bối thật sự có thể dẫn đường, coi như báo đáp đại ân cứu mạng của tiền bối Hoàng Minh lễ con người lưu truyền, nhất thời miệng lộ ra hàm răng vàng, vẻ mặt thần bí nói. Có địa phương như vậy, chẳng lẽ theo lời ngươi thì đó là bí thị sao? Hàn lập ngẩn ra một lúc, dường như đang nghĩ tới cái gì đó. Tiền bối chê cười, bây giờ phường thị, nào có cái gì là phân chia bí thị đâu. Không ngừng phải căng thẳng chiến đấu, sau khi bị yêu thú phát hiện, kết quả cũng đều chỉ có một mà thôi tiểu lão nhi lộ ra vài phần xấu hổ vội vàng giải thích. Thì ra là vậy, Hàn lập nghe lời này, không khỏi buồn cười ngươi nói địa phương đó cách nơi đây có xa lắm không hàn lập sau đó hỏi từ nơi này xuất phát chúng ta chỉ cần khoảng hơn nửa tháng là tới đến lúc đó không sai biệt lắm cũng vừa khai thị hoàng minh lễ dường như thật sự phi thường quen thuộc với bí thị này không cần nghĩ ngợi trả lời ngay tốt lắm ta sẽ theo ngươi xem một chút vậy hàn lập tính toán một chút cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rất tốt ồ oh, xin tiền bối đợi trong chốc lát hoàng minh lễ sau khi lộ ra vẻ hưng phấn cũng không có lập tức dẫn đường, ngược lại nháy mắt mấy cái, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hắn lấy dũng khí cao lỗi một tiếng, đột nhiên phóng thẳng xuống phía dưới, đến mặt biển nơi có các thi thể yêu thú. Hàn lập chứng kiến một màn này, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo rõ ràng thấy tâm tư của đối phương mà cười nhạt. Trong chốc lát, tiểu lão nhi cực kỳ thuần thục phân biệt thu các bộ phận của yêu thú vào túi chữ vật của mình. Sau đó mới hết sức phấn khởi bay trở lại không trung, Khiến tiền bối chê cười rồi. Đám yêu thú này đương nhiên không được tiền bối đặt ở trong mắt, nhưng với vãn bối mà nói, đây thật sự là thu hoạch rất lớn. Hoàng Minh lễ có chút ngượng ngùng nói, dù sao mới vừa rồi, cả năm yêu thú này đều là do Hàn Lập chém giết. Không có gì, đám yêu thú này ta cũng chẳng quan tâm. Nhanh lên đường thôi Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc không thay đổi thúc giục một tiếng. mươi 533, Giao Hoán Hội, tiểu lão nghe Hàn Lập nói như thế thì ngượng ngùng cười vội vàng đáp ứng, điều chính phương hướng một chút sau đó nhắm hướng đông mà bay đi. Hàn lập không nhanh không chậm theo sau, bộ dáng cực kỳ ung dung. Gương mặt tiền bối hơi lạ, không biết tiền bối gọi là gì. Trước kia ngài tiềm tu ở nơi nào, có lẽ vãn bối đã từng nghe thấy đại danh của tiền bối trước đây rồi. Hoàng Minh lễ quay lại nhìn lén hàn lập, cẩn thận hỏi. Ta họ lệ, trước kia bế quan tu luyện tại động phủ, vừa mới xuất quan sau khi kết đan thành công. Hoàng đạo hữu chưa thấy qua ta cũng là chuyện bình thường hàn lập tất nhiên sẽ không nói thật thuận miếng đáp bừa lời này của hàn lập không chút sơ hở tuy hoàng minh lễ có nghi ngờ nhưng ngoài miệng vẫn liên tục chúc mừng không ngừng sau đó hắn cũng thú thực là chưa hề nghe qua tên của hàn lập đồng thời còn cũng cung cấp cho hàn lập một số tin tức mới nhất về trận chiến giữa tu tiên giả và yêu thú xem bộ dáng than ngắn thở dài của hắn thì có lẽ hắn cho rằng tiền đồ của nhân loại ở nơi đây thực không tốt lắm nghe hắn nói không ngừng mặc dù hàn lập không nói bao nhiêu nhưng tình hình hiện tại cũng có chút nhận thức rõ ràng trong vòng nửa tháng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Hàn Lập cùng tiểu lão thuận lợi đến được hòn đảo nhỏ có vẻ vô cùng bình thường. Đảo chỉ lớn khoảng hơn trăm dặm, linh khí ít một cách đáng thương, ngoại trừ một ít cây cối thì phần còn lại đều là nham thạch sam sám, loại đảo này bên ngoài hải vực đúng là có rất nhiều. Xem ra lựa chọn nơi này để ẩn giấu địa điểm bí thị thực quá tốt. Cho dù như thế nhưng khi cách đảo nửa ngày lộ trình thì hai người Hàn Lập đã bắt đầu sử dụng ẩn nặc thuật, thu liếm tu vi chân thật của mình đây cũng là yêu cầu của vị chủ nhân bí thị kia. Hàn Lập khi đó nghe Hoàng Minh Lễ khẩn cầu cũng không có nói gì mà lẳng lặng làm theo khiến cho lão giả vô cùng cảm động. Dù sao thì tu sĩ kết đan kỳ cũng vô cùng kiêu ngạo, rất khó nói chuyện. Giờ phút này, Hoàng Minh Lễ bay một vòng bên trên đảo đáp xuống một khu lọ ẩn thạch. Hàn Lập ở bên cạnh thấy vậy, trên mặt lóe lên một tia dị sắc. Nếu nhìn không lầm thì nơi này hoàn toàn không có tồn tại cấm chế. Chẳng lẽ, ngay lúc nghi vấn trong lòng hàn lập vừa xuất hiện thì hoàng minh lễ đã đứng trước một tảng đá lớn nhẹ nhàng gõ lên trên nó ba cái một cách rất thành thục một lát sau tảng đá mở ra một cái động khẩu đen ngòm hoàng minh lễ lập tức tiến lên thấp giọng nói vài câu gì đó rồi mới quay đầu lại hướng lên không trung lớn tiếng gọi hàn lập lệ tiền bối chính là trong này chúng ta vào thôi hàn lập lạnh lùng gật đầu từ trên cao đáp xuống bên trong động đá có một cầu thang tà tà hướng xuống đứng bên cạnh là một lão giả áo xám dâu tóc bạc phơ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hoan nghênh tiền bối đến với phường thị của chúng tôi, hy vọng tiền bối có thể tìm được thứ mình cần ở đây lão giả vừa thấy Hàn Lập tiến đến liền cười nói, không hề kiêu ngạo cũng không có nét su nịnh. Hy vọng vậy, Hàn Lập nhàn nhạt nói, cất bước đi xuống. Hiện tại Hàn Lập đã hiểu được nếu chỗ này linh khí dị thường thì rất có thể sẽ kéo theo yêu thú tới nên không hề bố trí cấm chế, thay vào đó lại tiến hành xây dựng một cứ địa bên dưới. Đi theo cầu thang một đoạn ngắn, trước mắt Hàn Lập bóng sáng ngời. Đó là một thế giới vô cùng to lớn, động khẩu cao chừng 5-6 trượng, toàn bộ đều dùng thạch hóa thuật hỗ trợ tạo nên, lại còn dùng một cột đá màu xanh chống đỡ, ở giữa có những thạch ốc nhỏ, bày bán hàng hóa rất đa dạng. Hiện tại nơi này đang có hơn trăm tu sĩ đang tiến hành giao dịch. Lệ tiền bối, tầng này chính là nơi giao dịch các loại hàng hóa bình thường. Nếu cần mua dược liệu chân quý thì phải xuống tầng dưới. Hoàng Minh lễ chỉ về phía một cái cầu thang bên cạnh một cây cột đá màu xanh giảng dài. Nếu ta cần biết tin tức về xào huyệt của một số yêu thú cấp cao thì nên tìm ở nơi nào. Hàn lập liếc cái hang đá một chút, không có vội vã đi ngay mà hỏi ngược lại. Hoàng Minh lễ vừa nghe thấy thế thì dùng mình, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ nhưng rất nhanh chấn tĩnh lại, rất quen thuộc nói cái này còn phụ thuộc vào cấp bậc yêu thú. Nếu là cấp 5 hay cấp 6 yêu thú thì trực tiếp xuống phía dưới tìm thính phong các, bọn họ có thông tin về một số dị bảo cùng cao gia yêu thú để chư vị đạo hữu có bổn sự đi tìm. Nếu là yêu thú cấp cao hơn thì bọn họ không có, chỉ có thể chờ đợi tin tình báo của các bậc tiền bối kết đan kỳ khác mà thôi. Dù sao thì yêu thú cấp bậc như vậy ở nơi nào cũng đều không dễ dàng biết được. Tiền bối nên tham gia vào giao hoán hội của tu sĩ kết đan kỳ, nói không chừng có thể có chút thu hoạch. Giao hoán hội, hàn lập thần sắc khẽ động, cảm thấy hứng thú. Dạ đúng, bình thường chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có nguyên liệu cùng bảo vật mà tu sĩ kết đan kỳ khác cần cho nên mỗi lần phường thị triển khai thì hội chủ thường mời rất nhiều tiền bối tới đây chỉ là một cuộc trao đổi với quy mô nhỏ để mọi người có thể có những thứ mình cần nhiều lúc chủ nhân cũng mang đồ vật đến tham dự hoàng minh lễ cẩn thận giải thích giao hoán hội này khi nào thì bắt đầu hàn lập bất động thần sắc chậm rãi hỏi có lẽ lệ tiền bối còn phải đợi mấy ngày trên cơ bản sẽ bắt đầu vào giai đoạn trung kỳ của phường thị khi đó tự nhiên sẽ có người đến mời tiền bối. Lão giả vội vàng bổ sung, Hàn Lập nghe đến đó liền nhíu mày, lộ ra vẻ trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ cái gì. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn nhìn sang Hoàng Minh Lễ nói. Hoàng Đạo Hiếu, tiếp theo ta muốn một mình đi tham quan nơi này cho nên chúng ta chia tay ở đây, không cần Đạo Hiếu phải đi theo nữa. Hàn Lập thực không muốn trong khi tìm thiên diệp lộ thì lại có người kè kè bên mình mọi lúc mọi nơi vì vậy cũng không hề khách khí đề nghị. Lão giả nghe vậy cũng không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà còn nở một nụ cười. Tiền Bối nói rất hợp tâm ý của Vãn Bối, Vãn Bối cũng muốn đi mua chút nguyên liệu, vậy xin cáo từ Tiền Bối, nếu cần hỗ trợ gì cứ gọi Vãn Bối một tiếng là được. Nói xong hắn cùng kính hướng Hàn Lập hành lễ sau đó chạy đến một dược điếm không xa, xem ra là định xử lý thi thể của yêu thú. Đối phương là kẻ thông minh khiến cho Hàn Lập vô cùng hài lòng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh sau đó hướng đến một dược điếm bước tới cửa hàng này xem ra cũng có bán rất nhiều loại nguyên liệu. Hiện giờ Hàn Lập đang ở trong một gian tĩnh thất nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng có vài phần buồn bực. Ngày đầu tiên vừa đến phường thị, hắn đã đảo qua một lần cả hai tầng, quả nhiên có bạn yêu thả nhưng loại sinh trưởng cạnh yêu thú cấp 8 căn bản chẳng có ai xuất ra được. Còn về phần thính phong các cũng không có chút tin tức gì của yêu thú trên cấp 7. Do đó hắn cũng chỉ còn cách đợi giao hoán hội kia thôi, hy vọng là mấy tu sĩ kết đan kỳ khác sẽ có tin tức hai ngày còn thừa hắn quyết định thuê một gian tĩnh thất tiềm tu xem có thể đột phá bình cảnh được không kết quả tất nhiên là hoàn toàn không có gì tiến triển cốc cốc tiếng gõ cửa từ ngoài vang tĩnh thất vang lên chuyện gì tuy đã đoán trước nhưng hàn lập vẫn lạnh lùng hỏi lệ tiền bối vãn bối phụng mệnh đến mời tiền bối tham gia giao hoán hội không biết tiền bối có hứng thú hay không âm thanh ngọt ngào của một cô gái cung kính cất lên biết rồi tất nhiên là tham gia hàn lập đứng dậy đi ra bên ngoài có một cô gái áo trắng đang im lặng cúi đầu vừa thấy hàn lập bước ra cô gái ngẩng đầu lên một gương mặt xinh đẹp động lòng người xuất hiện nhưng hàn lập vừa thấy khuôn mặt của cô gái thì trong lòng không khỏi chấn động ánh mắt của hắn hiện lên vài phần kinh ngạc như thế nào lại là nàng nàng sao lại ở đây hàn lập thầm nghĩ tiền bối có gì không phải sao bị hàn lập nhìn chòng chọc gương mặt xinh đẹp kia bỗng ngửng đỏ cúi thấp đầu xuống hỏi nhỏ với vẻ bất an không có gì dẫn đường đi hàn lập rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường mở miệng nhàn nhạt nói cô gái tuy cảm thấy đôi chút lo lắng nhưng cũng thuận theo hắn nhẹ nhàng xoay người đi ra nhìn thân hình cao giáo đầy đặn trước mặt lông mày hàn lập nhíu lại vẻ nghi ngờ ngày càng rõ nét xuyên qua hai tầng cô gái phía trước dẫn hàn lập tới phía trước một bức tường đá xanh ở một nơi hẻo lánh nữ tử nhẹ nhàng ấn một cái vào tường đá sau khi bạch quang quang đãng bỗng xuất hiện một cái cửa đá có rất nhiều phù văn bao quanh chương 534, thân cận nữ sắc, lệ tiền bối, xin mời vào. Cô gái cung kính đẩy cánh cửa đá, thỉnh hàn lập vào trong. Hắn gật đầu, không có nói gì, cất bước đi vào, nữ tử liền theo sát sau. Cửa đá tự động đóng lại, bên ngoài tự nhiên hóa thành vách tường như bình thường. Vừa vào bên trong hàn lập thấy ngay một thông đạo, đầu kia còn ẩn hiện bạch quang, hình như không có giải lắm. Hàn lập chậm rãi cất bước, sau khi quẹo qua ngã rẽ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm một cái cửa đá rất lớn nữa. Bên ngoài cánh cửa có một vị tu sĩ trung niên kết đan trung kỳ, hắn mặc trang phục nho sinh màu xanh. Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện thì mỉm cười rạng rỡ chắp tay nói. Vị này chính là lệ đạo hữu sao, tại Hạ Vân Thiên Khiếu, là chủ nhân nơi này, hoan nghênh đạo hữu tới tham gia giao hoán hội lần này. Những đạo hữu khác cũng đã tới gần hết, văn cô nương, nhất định phải tiếp đãi lệ huynh chu đáo, không được chậm trễ. Vị nho sinh họ vân đó rất khách khí với Hàn Lập, sau đó phân phó nữ tử bên cạnh một tiếng. Văn Cô Nương, câu này tự nhiên là đã tiết lộ thân phận nữ tử kia, nàng chính là Văn Tư Nguyệt, con gái của Văn Tường thuộc Diệu Âm môn mà Hàn Lập đã từng gặp qua. Cũng không biết cô gái này gặp chuyện gì mà lại có mặt ở nơi này. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ kinh dị. Đương nhiên do sử dụng hoán hình quyết nên nàng không nhận ra hắn nhưng hắn thì không thể không nhận ra nàng. Giờ phút này Văn Tư Nguyệt nghe trung niên nhân nói xong thì sắc mặt biến đổi, vội vàng lên tiếng vâng dạ hàn lập tuy không có quay lưng lại nhìn nhưng vẫn có thể nhận ra nữ tử này vô cùng sợ vị vân tu sĩ nho nhã kia trong mắt hàn lập lóe lên một tia dị sắc nhưng lại khẽ mỉm cười sau khi nói vài câu khách khi với hắn thì hai người cùng tiến vào bên trong đó là một là một du ẩn đại sảnh hình vuông ở giữa có một cái bàn tròn rất to xung quanh đặt hơn chục cái ghế hơn một nửa đã có người ngồi tuy nhiên sau khi hàn lập thấy rõ tình hình thì không khỏi ngạc nhiên trên mặt lộ ra một tia kỳ quái ở đây ngoại trừ hai gã kết đan kỳ không ôm ấp nữ tu sĩ thì còn lại đều là những cặp nam nữ đang vô cùng thân thiết, nàng nào cũng cực kỳ xinh đẹp, hầu hết các nàng đều có tu vi luyện khí kỳ tầng 12, 13 hoặc trúc cơ sơ kỳ, không ai không trẻ, không ai không đẹp cả. Hàn Lập đang lúc sướng sờ thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một làn hương thơm ngát và một thân hình mềm mại khẽ run rẩy dựa vào. Thân thể Hàn Lập vẫn như thế, chuyển mặt quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười. Chính là Văn Tư Nguyệt chủ động dựa vào khiến hắn ngửi được làn hương thơm tho đó. Hàn Lập nhíu mày, cũng không có đẩy nàng ra, ngược lại vẫn tiếp tục nhìn các tu sĩ khác, dường như đã hiểu rõ. Cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ kia, dẫn thiếu nữ tới một cái ghế ngồi xuống. Văn Tư Nguyệt cũng giống như những cô gái bên cạnh các nam tu sĩ kia, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Hàn Lập, lúc này cả nửa người nàng đã ở trong lòng của Hàn Lập. Nhất thời ôn hương dâng lên làm cho Hàn Lập một phen ngây ngất đang lúc văn tư nguyệt im lặng không nói gì thì cánh tay đang ôm nàng chặt cũng hơi buông ra đôi chút điều này khiến cho văn tư nguyệt có chút ngây ngốc nhìn lại thanh niên đang ôm mình không giấu nổi tia kinh ngạc nhưng vẻ mặt hàn lập lúc này chẳng có gì thay đổi vẫn tiếp tục nhìn những người khác bảy tám vị tu sĩ tại nơi này cũng đang tập trung dò xét hắn tuy nhiên khi nhận ra bộ mặt lạ lẫm của hàn lập thì bọn họ cũng không hề ngạc nhiên chút nào hơn nữa một số còn mỉm cười với hắn hàn lập cũng không chậm trễ vội vã đáp lại một hồi sau lại có năm sáu vị tu sĩ kết đan kỳ khác tiến vào bên trong phòng người nào cũng có một tu sĩ nữ trẻ xinh đẹp bên cạnh tuy ngoài mặt vẫn như thường nhưng trong lòng hàn lập lại cảm thấy kinh dị bổn sự của tên vân thiên khiếu kia thật không nhỏ có thể tìm được nhiều mỹ nữ như vậy để huấn luyện càng khó hơn chính là người nào cũng có tu vi không tệ càng hiện lộ thân phận bọn họ không phải bình thường đang lúc hàn lập thầm đánh giá thì vân thiên khiếu cũng từ bên ngoài tiến vào bên cạnh là một phu nhân thanh lịch Tu vi của mỹ phụ chỉ có chút cơ hậu kỳ, cánh tay ôm lấy vân thiên khiếu vô cùng thân thiết. Phạm phu nhân, Hàn lập dùng mình, vị phạm tả sứ của diệu âm môn không ngờ cũng xuất hiện tại đây, đồng thời còn thân thiết với chủ nhân nơi này, xem ra cũng có chút ý tứ. Dị sắc trên mặt Hàn lập che giấu vô cùng khôn khéo, nhưng trong lòng hắn không thể bình tĩnh được. A, à, thân thể văn tư nguyệt ở trong lòng Hàn lập bỗng run lên, đôi môi anh đào bỗng hé ra, khẽ rên lên một tiếng. Thanh âm pha chút đau đớn, còn có chút xấu hổ. Hàn lập sửng sốt, không khỏi quay mặt nhìn lại, kết quả thấy khuôn mặt đỏ bừng của Văn Tư Nguyệt tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Hàn lập có chút kỳ quái chuyển ánh mắt, lúc này hắn mới nhận ra bàn tay của chính mình không biết từ khi nào đã đặt lên bộ ngực cao vút kia, thậm chí ngón tay còn kẹp lấy cái gì tròn tròn hơi cứng nữa. Tư vị tiêu hồn nhập cốt khiến cho sâu tận bên trong đáy lòng của Hàn lập khẽ rung, cơ hồ theo bản năng vội vàng rút tay về, lập tức quay mặt chỗ khác, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường vẻ đỏ bừng từ cổ đến khuôn mặt của văn tư nguyệt bỗng nhiên dừng lại nàng ngập ngừng ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt hàn lập hiện lên vài tia ngoài ý muốn sắc mặt hàn lập có chút không tự nhiên nhưng vẫn ra vẻ không hề để ý đến nàng ngược lại cánh tay kia vòng qua bờ eo kia cũng buông ra hắn đương nhiên chưa từng nghĩ bản thân mình là một chính nhân quân tử nhưng cô gái này dù gì cũng từng là con gái cố nhân của hắn điều đó khiến cho hàn lập có đôi chút xấu hổ biểu hiện dị thường này của hàn lập chỉ có mình văn tư nguyệt biết không có một người nào chú ý đến. Bởi vì lúc này Vân Thiên Khiếu đã ngồi vào ghế chủ tọa, Phạm Phu Nhân yêu nhã ngồi bên cạnh. Những người khác tự nhiên chú ý đến hai người bọn họ. Giao hoán hội lần này có 13 vị đồng đạo tham gia, thật sự vân mỗ vô cùng vinh hạnh. Tuy nhiên còn có hai vị đồng đạo có việc nên đã đi trước một bước nhưng so với các lần trước thì số lượng vẫn đông nhất. Tại hạ không nói lời thừa nữa, các vị đạo hữu bây giờ có thể đem vật phẩm ra giới thiệu, báo giá hoặc nói ra vật phẩm cần trao đổi một chút, nếu hợp ý thì tiến hành giao hoán. Vân Thiên Khiếu nói xong mấy lời quay đầu, cười cười với lão giả mặc áo lam, ý bảo đối phương bắt đầu. Lão giả này đang ôm một cô gái, thấy Vân Thiên Khiếu nở nụ cười thì luyến tiếc buông cô gái ra, sau đó chậm rãi nói. Một khi như vậy thì hãy để lão phu bắt đầu cho. Lão phu mang đến không ít thứ tốt, nếu ai có thể xuất ra vật phẩm mà lão phu cần thì cứ việc trao đổi là được. Lão mập nói liền một hơi, lấy cái túi chữ vật bên hông ra, đặt lên bàn. Sau khi một đạo hào quang léo lên thì trên bàn đã xuất hiện vài thứ, xem ra không hề tầm thường chút nào. Ba miếng thiên linh tử, một viên yêu đan ngọa hổ sa, một tấm da hỏa hải thú, lão giả cầm từng vật một lên giới thiệu, tự hào nói, làm cho không ít tu sĩ ngồi xung quanh động dung, lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên tất cả những thứ này đều là đồ chân quý cả. Hàn lập nghe thế không khỏi cười lạnh, những thứ này đối với tu sĩ kết đan kỳ vô cùng chân quý nhưng với hắn thì chẳng là gì cả, hắn hoàn toàn không để chúng vào mắt. Cái tốt nhất là viên yêu đan ngọa hổ xa, nói cho cùng cũng chỉ là yêu đan của yêu thú cấp 6 mà thôi, loại này hắn có cũng phải 7, 8 viên. Lão béo nói xong thì đặt mông ngồi xuống vị trí của mình, lại lấy tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của nữ tử bên cạnh, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Bên cạnh hắn là một vị nữ tu sĩ luyện khí kỳ, vốn lúc đầu còn có chút không nguyện ý nhưng hiện tại lại vô cùng ôn nhu. Sau lão béo đó chính là một gã quái nhân, hắn đợi lão giả kia ngồi xuống rồi mới ho khan vài tiếng, loạn trọng đứng lên hắn vô cùng cao, vô cùng gầy đến dọa người, giống như cây sào vậy. Ta chỉ mang đến một thứ đó chính là một quả trứng của yêu thú bàn lê dẫn cấp năm hắn không nhanh không chậm nói, sau đó mò vào bên trong áo lấy ra một quả trứng màu vàng nho nhỏ. nhỏ. Bàn lê dẫn, nghe xong lời đó, ánh mắt của các tu sĩ đang ngồi an nhiên kia bỗng sáng lên, nhìn chăm chập quả trứng yêu thú kia, tất cả đều lộ ra vẻ khát khao. chương 535, tiêu tức, nhóm tu sĩ tiếp theo đem đồ vật xuất ra, quả nhiên không phải mấy thứ bình thường, căn bản chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể sử dụng các loại chân phẩm này. Trách không được bí thị lại chuyên môn cử hành đại hội trao đổi này. Hàn lập ở một bên lạnh nhạt nhìn, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng mấy thứ đó vẫn khiến tâm tình bọn tu sĩ rung động, bầu không khí dần dần sôi sục. Khi đến phiên mình Hàn Lập liền từ trong túi chữ vật tùy ý lấy ra vài món tài liệu yêu thú cấp 6-7, thu hút những ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi của những người khác. Trong nháy mắt đã đến người cuối cùng, đó là một vị tu sĩ trung niên làn da ngăm đen, là một trong ba vị có tu vi kết đan trung kỳ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, ra vẻ kính sợ. Sắc mặt người này nãy giờ không thay đổi, chậm rãi từ trên người lấy ra hai loại đồ vật, tùy ý ném lên bàn. Một miếng đồng cớ bằng một bàn tay, ảm đạm vô quang, một đoạn xương dài nửa thước, màu xám trắng, giống như xương sống động vật. Hai dạng đồ vật khiến cho phần lớn tu sĩ ngẩn ra, không hiểu chúng nó có kỳ hiệu gì nên rất muốn nghe giới thiệu một chút. Nhưng không ngờ sau khi đem đồ vật lấy ra, vị tu sĩ trung niên lại chậm rãi nói hai loại đồ vật này ta chỉ bán cho người am hiểu giá trị của chúng cơ duyên bất cưỡng cầu sau đó không thèm để ý hai mắt híp lại căn bản không thèm liếc mắt một cái với vị tu sĩ mỹ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh khiến nàng ta có vài phần xấu hổ những người khác nghe vậy nhất thời nhìn nhau không nói gì chỉ có hàn lập cùng vân thiên khiếu sau khi thấy hai kiện đồ vật sắc mặt trước sau hơi đổi nét mặt hàn lập hiện lên vẻ cổ quái Mặc dù đồ vật cách hắn khá xa, nhưng nhờ thần thức cường đại, vẫn có thể thấy được dễ dàng. Đoạn xương kia thì quên đi, cho dù nó là tài liệu yêu thú đặc biệt thì hắn vẫn không để vào trong mắt, nhưng miếng đồng lại làm cho hắn hiện lên một tia hứng thú, mặt trên khác một dạng văn tự cổ quái, mấy cái văn tự này cùng với quyển công pháp luyện khí vô danh bằng gia thú kia không khác nhau lắm. Không lẽ là có quan hệ, loại chữ viết cổ này hắn không có biện pháp nào để biết rõ nội dung. Hàn lập âm thầm tự đánh giá, nhưng đột nhiên Vân Thiên Khiếu lại cười rộ lên. Ha ha, không nghĩ tới giá trị tài liệu của Tôn Huynh thực là lớn, có thể xuất ra linh cốt của yêu thú cấp 8, Vân Mỗ có chút động tâm. Vị này nhìn vào đoạn xương, cười đùa nói. Lời này làm cho toàn trường đột nhiên cả kinh, dao động một trận. Chắc chắn đây chính là đồ vật chân quý nhất ở lần trao đổi này. Yêu thú cấp 8 là loại tồn tại gì, linh cốt của chúng đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói, tuyệt đối là kỳ bảo khó gặp. Hàn Lập vừa nghe lời ấy, trong lòng hơi động, chẳng lẽ người này biết được tin tức của yêu thú cấp 8. Tu sĩ họ tôn thấy Vân Thiên khiếu nói ra được lai lịch của đoạn xương liền cười hắc hắc, vẻ mặt đầy thâm ý, nhưng cũng không có trả lời. Bầu không khí trong gian đại sảnh lúc này đã trở nên nóng bỏng, trên mặt mỗi người khó có thể che giấu sự hưng phấn. Mấy nữ tu sĩ bồi tiếp cũng nhìn chằm chằm đồ vật trên bàn, hết thảy trên mặt đều không che được sự thèm muốn. Hàn lập thấy tình cảnh này, không khỏi cúi đầu nhìn Văn Tư Nguyệt, phát hiện trong mắt nàng cũng có một tia hâm mộ, Xem ra mấy thứ này đối với tu sĩ mà nói, bất luận nam nữ đều có sức hút, khó có thể kháng cự. Lúc này lão béo mở miệng, bắt đầu nói ra vật phẩm của mình cùng điều kiện. Thiên linh tử đổi với vài loại linh dược trên 500 năm, còn yêu đan phải dùng một sợi linh cân của yêu thú cấp 7 để đổi, đương nhiên nếu có người bỏ ra đủ linh thạch, tại hạ cũng bán. Sau khi thấy mọi người đều đưa ra vật phẩm chân quý, ngạo khí trên mặt lão béo đã giảm phân nửa. Tuy nhiên khi hắn nói muốn đổi một sợi linh cân, ánh mắt lại lơ đáng liếc Hàn Lập một cái bởi vì trong đống tài liệu trước mặt Hàn Lập có một loại phù hợp với yêu cầu. Nhưng đáng tiếc, Hàn Lập cũng không ham muốn một viên yêu đan cấp 6, căn bản không có ý muốn đứng lên trao đổi, chỉ ôm Văn Tư Nguyệt vào lòng, thần sắc bất động. Lục cấp yêu đan tại hạ cũng muốn, bất quá ngô mỗ không có linh cân, không biết bao nhiêu linh thạch mới có thể đổi. Một lão già tóc xám trắng hứng thú mở miệng nói, chư vị đạo hữu cũng biết, bây giờ cũng không thể so với vài năm trước, yêu đan càng ngày càng khó tới tay, nên giá tiền khoản lục cấp yêu đan tự nhiên cao hơn. Nếu như đạo hữu đồng ý xuất ra một vạn rưỡi linh thạch thì có thể lấy. Lão giả béo tựa hồ đối với việc đem yêu đan bán lấy tiền cũng không thực sự muốn, nên báo một cái giá khá cao. Lão giả tóc xám trắng nghe lời này, chợt ngưng cười, hiển nhiên không nghĩ lại đắt như vậy, ý định ban đầu liền biến mất. Yêu đan, ta muốn, một lão phu nhân tóc bạc, mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói. Hơn nữa vừa dứt lời, một cái túi chữ vật bắn về phía lão giả béo. Lão giả béo đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi kiểm tra túi chữ vật liền lộ ra thần sắc hài lòng. Cũng chỉ có thanh phu nhân mới có tài lực lớn như vậy, thật không phải bọn tu sĩ nghèo chúng ta có thể sánh được. Hắn xem ra cũng biết vị lão phụ này, cười hì hì đem yêu đan vứt cho đối phương. Lão phụ tóc bạc hừ lạnh một tiếng, một tay bắt lấy yêu đan, sau khi xem xét vài lần liền không nói gì, cẩn thận thu lấy, cũng không có ý định nói tiếp. Nhưng thứ khác của lão béo cũng có tu sĩ hỏi đến, kết quả cuối cùng cũng tra đổi hơn một nửa, những tài liệu còn lại bị thu hồi, khi đến chứng thú bản lê dẫn của quái nhân thì xảy ra một hồi tranh đoạt. Bởi vì điều kiện người này rất thoáng, người nào trao đổi đồ vật giá trị cao hoặc xuất ra linh thạch nhiều hơn thì chứng thú thuộc về người đó. Cuối cùng, vật ấy bị một vị tu sĩ si áo đỏ dung mạo bình thường, dùng mấy bình đan dược quý giá đổi lấy. Tiếp theo năm, sáu người nữa thì đã đến phiên Hàn Lập. Hàn Lập nhìn đống tài liệu trước mắt, chưa kịp mở lời đã cảm giác được mấy ánh mắt nóng như lửa rơi vào mình. Trong đó kể cả vị lão giả béo muốn linh cân kia. Hàn Lập mỉm cười, hắn cũng không có đứng dậy, ngược lại thân thể ngửa về phía sau, mang theo Văn Tư Nguyệt trong lòng áp sát một chút, thần sắc mới bình thản nói. Mấy cái tài liệu này, tại hạ không cần đồ vật gì, chỉ muốn đổi tin tức mà thôi, chỉ cần tin tình báo có thể khiến Tại hạ vừa ý, Tại hạ nguyện sẽ dâng tặng toàn bộ. Tin tức, tình báo, lời nói Hàn Lập làm cho những người khác có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao họ cũng không phải người thường, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ai kinh hãi. Ngược lại mọi người rất tò mò, lắng nghe Hàn Lập muốn nói điều gì. Ánh mắt Vân Thiên khiếu khẽ động, một tia nghi hoặc hiện lên. Không biết vị đạo hữu nào có thể cung cấp tin tức về sào huyệt của yêu thú cấp 8, tại hạ muốn dùng tài liệu đó đổi lấy nó. Hàn Lập ung dung nói, yêu thú cấp 8, vừa nghe lời này, mọi người hít một ngụm khí lạnh, cơ hồ toàn bộ đều biến sắc. Đạo hữu đang đùa chăng, chẳng lẽ đạo hữu có chủ ý muốn đánh nhau với yêu thú cấp 8? lão giả béo thốt lên vẻ mặt khó tin đương nhiên không phải tại hạ có việc khác cụ thể là gì thì tại hạ không tiện nói rõ được hàn lập đưa ngón tay gõ gõ lên bàn không vội vàng nói đồng thời ánh mắt hắn không chút khách khí đảo qua một lượt các tu sĩ khác ánh mắt toàn bộ tu sĩ trong đại sảnh đều ngạc nhiên và giật mình điều này làm cho trong lòng hàn lập trầm xuống cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người tu sĩ hộ tôn kia vị này vừa thấy loại ánh mắt này của hàn lập không khỏi kinh ngạc nhưng lập tức hiểu ra, cười rộ lên. Đạo hữu chẳng lẽ tưởng rằng tôn mộ biết tin tức của yêu thú cấp 8, đáng tiếc lệ đạo hữu tìm nhầm người rồi. Hắn lắc đầu phủ nhận, hàn lập nghe xong, trên mặt không giấu vẻ thất vọng, thở dài một tiếng thật sâu. Nhưng lúc này, một âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai hàn lập. Thiếp biết nơi nào có yêu thú cấp 8, nhưng thiếp không cần mấy cái tài liệu đó, mà có một điều kiện khác muốn lệ đạo hữu đáp ứng. Một người ngoài dữ liệu hàn lập, đột nhiên mở miệng, Hàn Lập nhất thời sửng sốt, người biết tin tức của yêu thú cấp 8, Hàn Lập có chút khó tin, người mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên chính là văn tư nguyệt mỹ nhân mà hắn đang ôm trong lòng. Phải, thiếp biết vị trí đại khái của một con yêu thú cấp 8 lúc này, văn tư nguyệt rất lãnh tính, tại trong lòng Hàn Lập nhúc nhích, ngẩng khuôn mặt xinh xắn nói. Tư nguyệt, người nói bậy bạ gì đó, người như thế nào biết được tin tức yêu thú cấp 8, không được ba hoa. Vẻ mặt phạm phu nhân đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng sau đó phát lạnh trách mắng. Phạm Sư Bá, Tư nguyện Đích Thực biết một con yêu thú cấp 8 ở nơi nào nên không có lừa gạt lệ tiền bối. Xin Sư Bá cứ yêu tâm ngay lúc Hàn Lập trong lòng hồ nghi, chờ thấy nữ tử này kề sát mình, tiếp theo hàm răng khẽ cắn dứt khoát nói. chương 536, Kiếm Uy Sơ Hiện, ngươi, chậm đã, tại hạ muốn nghe một chút lời nàng nói, về phần tin tức là thật hay giả, tại hạ có thể phán đoán. Phạm Phu Nhân nhướng mày còn muốn nói gì nữa, nhưng thần sắc Hàn Lập trầm xuống, đột nhiên ngắt lời mở miệng nói nếu văn sư điệt một khi đã biết thì để cho lệ đạo hữu hỏi rõ đi hàn quang trong mắt vân thiên khiếu chợt lóe trầm ngâm một lát sau đó lại cười rộ lên nói tốt lắm phạm phu nhân sau khi kinh ngạc có chút miễn cưỡng đáp ứng đa tạ hàn lập không chút khách khí gật gật đầu nói lời cảm ơn loại thái độ này khiến cho trên mặt của vân thiên khiếu lóe lên một tia âm lệ nhưng rất nhanh đã được hắn ẩn giấu đi mà lúc này hàn lập nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều diễm của văn tư nguyệt bắt đầu hỏi Ngươi nói rõ một chút, như thế nào biết sao huyệt của yêu thú cấp 8? Thanh âm hàn lập lạnh lùng bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, làm cho văn tư nguyệt lộ ra một tia trần trừ. Nhưng sau đó dường như nhớ tới cái gì đáng sợ, quả quyết nói. Khi thiếp vừa đến ngoại tinh hải, trong lúc vô ý tìm được một cái bản đồ, bên trong đánh dấu một chỗ. Lúc đó thiếp tưởng là chỗ dấu bảo tàng, nhân tiện len lén chạy tới xem một chút. Kết quả tại nơi này phát hiện một con liệt phong thú còn nhỏ. May mắn nó chỉ mới là yêu thú cấp 3 nên không có phát hiện thiếp. Lúc ấy thiếp sợ đến mức lập tức bỏ chạy. Tiền bối cũng biết, liệt phong thú phải tiến vào giai đoạn bắt cấp mới có thể bắt đầu sinh sản. Cũng phải chiếu cố ấu thú đạt đến ngũ cấp mới rời đi, cho nên nơi này khẳng định cũng có một con bát cấp liệt phong thú ở. Tiền bối nếu đồng ý đáp ứng điều kiện của thiếp thì thiếp sẽ nguyện ý dẫn đường. Phan Tư Nguyệt một hơi nói ra một đoạn thời gian từng trải được chôn sâu trong lòng. Hàn Lập nghe xong thần sắc không đổi nhưng trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Nữ tử này nói không sai, liệt phong thú trưởng thành đúng là yêu thú cấp 8 hàng thật giá thật. Nếu nữ tử này không nói dối, vậy bên trong xào huyết nhất định phải có bạn yêu thảo mới đúng. Không biết đạo hữu dùng tin tức tình báo về xào huyệt yêu thú kia trao đổi điều kiện gì với lệ mỗ. Hàn lập nhìn chằm chằm nữ tử một hồi lâu, thở phào một hơi, trầm giọng hỏi. Hàn Lập tin tưởng đối phương sẽ không ngu xuẩn chế ra tin tức giả để lừa gạt một vị tu sĩ kết đan kỳ, vì vậy trực tiếp hỏi điều kiện của Văn Tư Nguyệt. Thiếp mong tiền bối có thể mang Tư Nguyệt rời khỏi nơi này, thu lấy Tư Nguyệt làm thiếp. Khuôn mặt Văn Tư Nguyệt có chút đỏ lên, sau đó không chút do dự nói. Cái gì? Hàn Lập sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tư Nguyệt, người nói bậy bạ gì đó. Phạm Phu Nhân nghe xong, lập tức đứng lên, trên gương mặt tú lệ tràn đầy biểu tình kinh sợ các tu sĩ khác cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó đa số đều lộ ra vẻ mặt sắp có kịch vui để xem ngoài ra còn có mấy tu sĩ không nhịn được mà cười rộ lên vân thiên khiếu ngồi một bên nhìn thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống khuôn mặt xanh mét ta không có nghe rõ vừa rồi ngươi nói với lệ đạo hữu điều kiện gì lặp lại lần nữa đi vân thiên khiếu đặt đôi tay trắng bạch lên bàn nhìn vào mười ngón tay mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói thân thể mềm mại trong ngực hàn lập run lên vài cái Nghe xong lời này, trên mặt Phan Tư Nguyệt không còn chút máu. Tuy nhiên khi đôi mắt to tròn của nàng thấy được thần sắc bình tĩnh của Hàn Lập thì dường như sinh ra vài phần dũng khí. "Ta, ta muốn trở thành thiếp của Lệ Tiền Bối, từ nay về sau rời khỏi Diệu Âm môn." Phan Tư Nguyệt dùng hết khí lực, miến cứng hướng Vân Thiên Khiếu nói lại lần nữa, sau đó cúi đầu, không dám nhìn lên. Bụp, trên hai tay của Vân Thiên Khiếu đột nhiên bùng cháy lên một ngọn hỏa diễm màu xám quỷ dị, chiếu sáng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của hắn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bạch cốt âm hỏa một người thấp giọng kêu lên, nhất thời, những tu sĩ kết đan kỳ vốn đang cười lập tức ngừng lại, lộ ra vài phần trịnh trọng. Lệ đạo hiểu, xem ra nữ tử này luyện công có chút sai lầm nên đầu óc không tỉnh tảo, vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, mong đạo hiểu không nên tin là thật. Người đâu, đem văn tư nguyệt xuống chế trụ pháp lực, diện bích nửa tháng. Vân thiên khiếu không chút tình cảm lạnh lùng phân phó, nhất thời theo mệnh lệnh phát ra, từ ngoài thạch môn đi vào hai gã tu sĩ si áo xanh, đều có tu vi trúc cơ kỳ, trực tiếp hướng Hàn Lập đi đến. Mặt mày Văn Tư Nguyệt lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Hàn Lập tràn đầy vẻ cầu khẩn, toát ra sự nhu nhược làm cho người ta đau lòng. Hàn Lập không khỏi nhíu mày, chậm đã, hắn rút cuộc cũng mở miệng, sao vậy, chẳng lẽ lệ đạo hữu thật sự coi trọng vị đệ tử này của bổn môn? Vân Khiếu Thiên còn chưa nói gì, Phạm Phu Nhân lại thiếu kiên nhẫn lạnh giọng nói. Có lẽ vậy nhưng tại hạ muốn biết tin tức kia hơn thỉnh phu nhân cùng Vân Huynh không nên nóng vội, trước tiên nghe tại hạ nói lại điều kiện thêm lần nữa đã. Hàn Lập mắt không chấp thản nhiên nói, Vân Thiên khiếu nghe lời này của Hàn Lập, sắc mặt âm tình bất định, trầm ngâm một lát, sau đó hai tay vung lên, ngọn lửa liền biến mất. Các ngươi xuống trước đi, ta tạm thời nghe một chút. Vân Thiên khiếu hướng Hàn Lập không lạnh không nhạt nói một câu. Hắn quyết định cấp cho Hàn Lập chút mặt mũi, hơn nữa dù sao đối phương cũng là một vị tu sĩ kết đan kỳ, mà lần này hắn còn có đại sự muốn làm, muốn mượn lực lượng của tất cả tu sĩ kết đan kỳ ở đây, cho nên không muốn dễ dàng đắc tội với bất cứ ai. Văn đạo hữu nếu chủ động nói ra nguyện ý làm thiếp của lệ mỗ, tại hạ nếu cứ như vậy mà kệ không hỏi thật không đành lòng, càng huống chi trên người nàng có tin tức yêu thú, lệ mỗ cũng là bất đắc dĩ. Không bằng như vậy, tại hạ dùng đống tài liệu này đổi lại tự do cho nữ tử này, vân huynh xem coi thế nào. Hàn lập mí mắt không chấp đem một đống tài liệu cực kỳ chân quý, trực tiếp đẩy đi, sau đó tựa cười mà không cười nhìn đối phương không nói. Ngươi dùng mấy thứ này trao đổi, Vân Thiên khiếu lạnh như băng nói, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Trước mắt mấy thứ này đều là tài liệu chân quý của lục, thất cấp yêu thú, giá trị tối thiểu cũng mấy vạn linh thạch. Nhưng đối phương mặt không đổi sắc dùng để trao đổi một vị nữ tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù nàng ta có xinh đẹp động lòng người thì hắn vẫn có chút giật mình. Chẳng lẽ tin tức yêu thú cấp 8 đối với người này trọng yếu vậy sao? mượn cơ hội này xuống đài hay là tiếp tục lấn tới một chút. Các loại ý niệm trong đầu vị vân thiên khiếu này cực nhanh chuyển động, rút cuộc cũng có chủ ý, thân sắc hòa hoãn, muốn nói cái gì đó, thì thân thể mềm mại của Phạm Phu Nhân ở một bên trượt động, tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói vài câu. Nhất thời làm cho sắc mặt vân thiên khiếu biến đổi, hiện ra vẻ trần trừ. Lệ đạo hiếu, cho dù người đem đống tài liệu kia để trao đổi thì nữ tử này cũng không thể mang đi. Nếu không sẽ thành lệ, chẳng lẽ sau này ai vừa mắt nữ đệ tử của bổn môn cũng có thể dễ dàng mang theo sao? Thể diện của diệu âm môn chúng ta để đi đâu chứ? Vân Thiên khiếu trầm mặt trong chốc lát, sau đó nói thẳng. Lời này làm cho các tu sĩ khác ở đây đầu tiên là cảm thấy khó hiểu, sau đó không khỏi có chút đăm chiêu. Tài liệu chân quý nhiều như thế, theo lý thuyết sư sức đổi lấy một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng Vân Thiên khiếu dĩ nhiên cự tuyệt, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Mà xem bộ dáng hàn lập, tựa hồ đối với nữ tử này quyết không buông tay. Điều này làm cho người khác không khỏi cười lạnh một tiếng, nhất thời cảm giác có trò hay để xem. Diệu âm môn, hàn lập nhếch miệng, trong mắt hiên lên biểu tình cổ quái. Như thế nào, lệ đạo hiếu chẳng lẽ không biết nơi này là do bổn môn mở sao? Vân mỗ tuy bất tài nhưng đúng là trưởng lão diệu âm môn, hiệp trợ phạm trưởng môn trưởng quản bổn môn. Vân thiên khiếu lãnh đạm nói, trên mặt mơ hồ hiện ra một tầng khí quỷ dị. Ý uy hiếp biểu lộ không thể nghi ngờ bất quá vân thiên khiếu làm như thế cũng chỉ muốn chân nhiếp đối phương một phần mà thôi đối phương chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ lại đang ở địa bàn của mình nhất định sau khi hắn đánh giá lợi hại thì cũng chỉ có cách tuân theo mà thôi tiếc là tiếc đống tài liệu kia vân thiên khiếu có chút tiếc hận thầm nghĩ trong lòng không có chút nào lo lắng nhưng lúc này chỉ thấy bên mép hàn lập lộ ra một tia cười lạnh mở miệng nói một tiếng được tiếp theo thấy đối phương nhấc tay phải lên một mảnh bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mắt, một đạo tinh mang màu trắng bay ra. Vân Thiên Khiếu trong lòng kinh hãi, hộ thể công pháp tự động vận chuyển, trên người vô số ngọn lửa màu xám hiện lên, bảo vệ lấy hắn. Nhưng lúc này, bạch mang không chút khách khí đánh tới ngọn lửa màu xám, sau một trận mờ ảo, đột nhiên lộ ra 12 thanh tiểu kiếm dài một tấc, đồng thời hung hăng đánh xuống. Vân Thiên Khiếu sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng há mồm phun pháp bảo ra. Nhưng dưới công kích điên cuồng của 12 thanh phi kiếm, hỏa diễm hộ thể căn bản không thể ngăn được chút nào, trong nháy mắt ngọn lửa tiêu tan, trên người bị xuyên thủng người mấy lỗ, máu chảy ra. Vân Thiên Khiếu lúc này vừa mới lấy ra pháp bảo tiểu xoa màu xám, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, người đã ngã xuống đất. Các tu sĩ còn lại thấy thế liền trợn mắt, há hốc mồm, nửa ngày sau vẫn không thể khép lại được. Chương 537, chấn nhiếp quần tu, Hàn Lập sắc mặt không chút thay đổi, vất tay một cái, 12 thanh tiểu kiếm trong khoảnh khắc tụ lại thành một, sau đó biến thành một đạo bạch quang, lóe lên biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại có thể chậm rãi nói chuyện được rồi. Hàn Lập bỏ tay xuống, sắc mặt lãnh tĩnh nói. Một chiêu vừa rồi của Hàn Lập tuy không đánh chết đối phương mà chỉ khiến Vân Thiên Khiếu bị thương nặng, mất đi chiến lực. Cho nên một lát sau Vân Thiên Khiếu mới miễn cưỡng gượng đứng dậy nhưng lúc này cả người đầy máu tươi, mắt nhìn Hàn Lập đầy vẻ hoảng sợ. Tốt, trình độ vân mỗ không bằng người, đạo hữu cứ mang văn tư nguyệt đi. Nhưng tại hạ dù sao cũng phải nói lời thật rằng lúc trước có vị tiền bối sớm nhìn chúng cô nương này dùng để làm lô đỉnh. Các hạ mang cô ta đi không phải là rước họa vào người sao. Vân Thiên khiếu sắc mặt trắng bệnh nói, sau đó mới lấy ra vài tấm phù lục dán lên người, theo đó lục quang hiện lên và vết thương biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lô đỉnh, Hàn Lập vừa nghe thấy lời này thì hiểu ngay tại sao Văn Tư Nguyệt lại muốn liều mạng đào tẩu. Bất quá trong lời nói của đối phương còn có hàm ý uy hiếp làm sắc mặt hắn trầm xuống còn có người khác xem trọng cô gái này ư, không quan tâm, ta nhất định phải mang cô gái này đi, ý tư uy hiếp đạo hữu tốt nhất là nên nói ít thôi, nếu lệ mỗ tâm tình không tốt có thể huyết tẩy nơi này cũng không chừng. Hàn lập thần sắc không đổi nói, sau đó lơ đễnh nhìn xung quanh. Hắn nói lời này cũng không phải hoàn toàn là đe dọa. Nếu không phải ở đây có quá nhiều tu sĩ kết đan kỳ và hắn không có 10 phần nắm chắc có thể trong một chiêu tiêu diệt toàn bộ, bằng không thì hắn đã ra tay dọn dẹp sạch sẽ tất cả rồi. Nhưng lời của Hàn Lập cũng khiến cho toàn bộ các tu sĩ ngồi đây sắc mặt đại biến. Nếu như nói Hàn Lập mới ra tay đã làm cho mọi người kinh nghi, thì khẩu khí to lớn như hiện tại lại khiến cho mọi người phỏng đoán Hàn Lập là một lão quái nguyên anh kỳ. Tất cả đều cảm thấy bất an, ánh mắt lo sợ, cụp xuống mà không ai dám nhìn thẳng vào Hàn Lập. Vân Thiên Khiếu tự nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, nghĩ lại đối phương có tu vi kết đan sơ kỳ mà có thể một kích khiến cho mình có tu vi kết đan trung kỳ suýt chút nữa lấy mất tiểu mạng, lại còn muốn tìm kiếm xảo huyệt của yêu thú cấp 8. Hắn nhất thời miệng lưỡi đắng ngắt, trong lòng kêu khổ không thôi. Phan Tư Nguyệt nhìn Hàn Lập, đôi mắt xinh đẹp mở to, bị một màn trước mặt chấn trụ. Nàng tha chết cũng không để người khác biến mình thành lô đỉnh nên mới liều mạng bỏ trốn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái vị tu sĩ này lại có tu vi kinh khủng thế, một người có thể tùy tiện ra tay chấn nhiếp toàn bộ các tu sĩ ở đây. Phân Thiên khiếu người mà nàng ban đầu cực kỳ sợ hãi nay đã bị trọng thương, phạm phu nhân thì trong lòng càng kinh hãi không dám hó hé một tiếng điều này hết thảy làm cho nàng vừa mừng vừa sợ giống như nằm mơ vậy hàn lập chứng kiến mọi người đều có bộ dạng thận trọng rụt rè thì khẽ cười lạnh vung tay lên tấm đồng của tu sĩ họ tôn kia đột nhiên vù một tiếng bắn vào lòng bàn tay hàn lập hàn lập không khách khí cúi xuống nhìn kỹ vẻ mặt của hắc tu sĩ đại biến ấp úng hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí nói lời bất mãn đối phương một khi có thể đem tu sĩ có tu vi tương đương hắn là Vân Thiên Khiếu một kích trọng thương thì tự nhiên hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, ta muốn đổi cái này, người cần bao nhiêu linh thạch, hàn lập thả tấm đồng xuống, hướng về chủ nhân vật ấy nhàn nhạt, nhạt đề nghị. 7, không năm nghìn linh thạch, nhưng, hắc tu sĩ có chút ngoài ý muốn, không khỏi vô thức đáp lời. Hàn lập xuất ra một viên yêu đan cấp 5 chuẩn xác rơi vào trước người này. Hay dùng này viên yêu đan để trao đổi. Mặt khác ta cũng không muốn bị nói ỉ mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt nữ tu của quý môn. Mấy món tài liệu trên bàn dùng để trao đổi tự do cho văn cô nương vậy. Hàn Lập quay đầu nhìn Phạm phu nhân nói, sau đó vỗ vào vai của Văn Tư Nguyệt Ý bảo nàng buông mình ra, rồi mới đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra ngoài.